Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Future Impact Academy. Ngày hôm nay thì Phong rất có vinh dự khi nhận được lời tham dự của tiến sĩ Lê Nguyên Phương, một người mà Phong kỳ vọng là có thể được lắng nghe những quan điểm của thầy, những chia sẻ của thầy dưới ba vai trò. Thứ nhất là khoa học về tâm lý, như là một người thực hành về chánh niệm tỉnh thức. Và thứ ba có thể nhẹ nhàng hơn, đó là chỉ đơn giản là một con người cá nhân thôi. Thì chào mừng thầy Lê Nguyên Phương đến với chương trình. Vâng, chào Phong và chào quý khán giả của chương trình Future Impact Academy. Dạ, thầy ơi, gần đây thì em có đọc, nghe rất là nhiều về podcast dành cho người trẻ, cũng như là đọc nhiều tài liệu mình bàn luận về tương lai ấy. Thì một cái điểm chung mà em thấy những thảo luận đó là mọi người đều đồng ý rằng là con người hiện đại ngày nay thì chúng ta đang ở một cái thời đại khá là đặc biệt, khi mà mọi thứ tăng tốc lên rất là nhiều. Cái điều này nó có hai mặt, là thứ nhất là làm cho cái sự va chạm và cái sự thử nghiệm nó các bạn được trải nghiệm rất là nhanh, ví dụ như có thể đơn giản là thành công đến sớm hơn các thời trước rất là nhiều. Nhưng mà cái mặt thứ hai cũng là cái bất lợi, nhưng mà nó lại quá nhiều về đáp án, hướng đi, những thảo luận vì sao. Thì em tự hỏi trên cái điều đó là toàn bộ những gì mà những diễn đàn này, những thảo luận này nó đang gợi ý, đang mang ra để mổ xẻ thì nó hướng tới chúng ta về điều gì. Thì cá nhân em bật lên một ý, đó là câu chuyện nếu bỏ qua hết về toàn bộ về địa vị của mỗi người, xuất phát điểm của mỗi người ra sao, thì mọi người đều công bằng mà nói thì mọi người đều được trao sự sống, tức là khi mình sinh ra mình đã bắt đầu sự sống rồi. Thế nên là, nhưng mà cái sự khác nhau đây là mỗi người dùng cái sự sống đó làm sao cho hiệu quả. Thành thử là em muốn mượn cái ý đó để mà mang tới đặt để với thầy. Cảm ơn Phong đã cho tôi cái cơ hội này. Và quả thật là một điều thú vị khi Phong nói tới ba vai trò tôi có thể đóng góp trong cái buổi nói chuyện này, đó là vai trò một cái người làm công tác khoa học tâm lý. Thứ hai đó là một cái hành thiền của Phật giáo. Và thứ ba là như một con người bình thường. Nhưng mà tôi nghĩ nếu cần gắn thêm nữa thì là một cái con người chiêm nghiệm của gần như là một cái người triết gia. Ở chỗ tất cả những cái câu hỏi vừa Phong hỏi nó đều mang tính chất triết học ở trong đó. Tôi chẳng được đào tạo chính thống về vấn đề triết học, nhưng mà triết học quả thật là một cái vấn đề quan tâm. Nói theo kiểu Socrates thì một cuộc đời mà không có xem xét, không có tự đánh giá trải nghiệm chính mình thì là một cuộc đời không đáng sống. Thì có lẽ là mỗi chúng ta đều là một triết gia. Bây giờ nhìn lại cái tiền đề mà Phong đặt ra, đó là hiện nay cái cuộc sống nó rất là nhanh, mọi chuyện nó sẽ nhanh, và từ đó Phong lại suy luận là ngay cả cái sự thành công cũng có thể rất là nhanh. Thế đây, và từ đó đặt cái câu hỏi là làm sao để sống cho có hiệu quả. Thì tất cả cái ý tưởng này đó, nếu nhìn cho kỹ thì đó là bị chi phối bởi một cái xã hội công nghiệp cơ khí và mang nặng tính kinh doanh. Ở cái chỗ thực sự nó nhanh không? Tất cả chúng ta cũng chỉ có 24 tiếng trong ngày mà thôi. Và mỗi giây phút nó trôi qua trong cuộc đời của chúng ta, cho bất cứ người nào trên thế giới, dù giàu hay nghèo, nam hay nữ, ở Việt Nam hay là Mỹ, thì nó cũng như nhau. Cái tốc độ mà chúng ta thấy nhanh là vấn đề sản xuất, vấn đề di chuyển, và cái lượng thông tin mà chúng ta có thể thu hoạch được thông qua những cái phương tiện truyền thông. Và cái đó tạo cho chúng ta ảo tưởng là cái tốc độ của mọi sự vật, hay là một cái ảo giác là tất cả tốc độ của tất cả mọi sự vật nó đang diễn ra rất là nhanh. Và vì vậy á, cái chúng ta bị chi phối, tức là cái sự tham lam của chúng ta. Chúng ta muốn có tất cả, chúng ta muốn hưởng thụ tất cả thông qua năm giác quan. Và điều đó chúng ta sống hối hả là vì cái điều đó. Và khi đặt là hiệu quả, thì có thật cần sống với hiệu quả không? Hay là sống có mục đích? Hay là sống có ý nghĩa? Hay là sống bình an? Hay là sống hạnh phúc? Khi đặt chữ hiệu quả, tôi nghe ở đâu đây có nghĩa là tăng thu, giảm chi. Và sản xuất trong một cái lượng thời gian ngắn nhất, những sản phẩm tốt nhất, hay là tác động vào cuộc sống nhiều nhất. Cái điều đó chính có thể phải chăng nó chính là cái nỗi khổ đầu tiên của chúng ta. Yeah. Chúng ta không sống
mà chúng ta nghĩ rằng cuộc sống là một cái gì nó ở ngoài chúng ta và chúng ta có thể kiểm soát, bóp méo nó, biến chế nó, đánh đồng vào nó để đem lại cho chúng ta những cái lợi lạc nhất chúng ta có thể. Nhưng mà thật sự chúng ta có sống không? Sống với từng giây phút trải nghiệm hay không? Dạ, vậy là ngay cái ý đầu tiên thầy đã nhắc mọi người và ngay cái bản thân em đó chính là nhiều khi mình không để ý là mình đã mang cuộc sống giống như là đo lường KPI để mà thành câu hỏi là làm sao cuộc sống hiệu quả luôn thầy. Dạ. Quả thật thì rất khó khi mà nói đùa chơi dùng câu khái niệm của Marx là vật chất quyết định ý thức. Thì đôi khi sống trong một cái thế giới mà cái phương tiện và cái phương cách sản xuất như hiện nay nó thúc đẩy chúng ta và tác động tới nhận có thức của chúng ta về thế giới. Và điều đó không tránh khỏi đôi khi chúng ta nhìn chúng ta như những cái bộ máy sản xuất, bộ máy tiêu thụ. Và thế giới ngoài kia là một cái dạng vật chất để mà chúng ta sản xuất nhiều nhất và tiêu thụ nhiều nhất, sản xuất để tiêu thụ và tiêu thụ để mà sản xuất, trở lại cái vòng luẩn quẩn như vậy. Và chúng ta quên rằng chúng ta là một cái chủ thể nằm ở trong cuộc sống, omnivent, ở trong chính cuộc sống này. Và nhiều khi buông xuống hết thì chúng ta sẽ thấy, sẽ trải nghiệm trở lại là chúng ta đang sống, đang hít thở. Và có lại những cái giây phút đó nó quý giá hơn tất cả cái việc mà nghĩ rằng làm sao sống để mà có hiệu quả, tăng gia sản xuất và tăng gia hưởng. À, nãy thầy có nhắc tới một ý là đôi khi cái lòng tham của mình muốn trải nghiệm hưởng thụ trên cả năm giác quan á, thì em tự hỏi là đấy có phải là một trong những nguồn gốc của khổ, gây nên khổ không thầy? Đây là một câu hỏi thú vị và nghe chữ khổ không khỏi nhuốm màu của Phật giáo. Dạ, đời Nó bể khổ. là Nhưng mà câu đó khi trở thành một cái khẩu hiệu thì nó vô nghĩa. bể Tại vì thực tại nó vốn là như vậy. Cái việc gán cho nó là khổ hay là không khổ á, là do tâm thức của chúng ta. Dạ. Và nhìn chung ở cái mặt tạm gọi là tục đế hay là vọt giải thích theo thế gian thì tất cả chúng ta không ít thì nhiều đều vướng vào cái tham muốn. Cái tham muốn này nó do những cái nhu cầu căn bản của sự di truyền chẳng hạn đã mang lấy thân của con người, thì đó chúng ta không khỏi có một cái nhu cầu căn bản là nhu cầu sinh tồn. Và bất cứ sự đe dọa nào đến cái sinh tồn của chúng ta thì nó cũng làm cho chúng ta đau khổ. Ngoài ra còn một nhu cầu tiến hóa thứ hai, nhu cầu sinh sản. Sinh sản với tất cả cái nền văn hóa vẽ vời vào nó trở thành những cái dạng thức của tình yêu lãng mạn. Và chúng ta bị chìm đắm vào trong đó. Nhưng mà thật sự căn bản ở dưới, nếu nhìn từ tâm lý học tiến hóa, nó chỉ là cái nhu cầu của tình dục để mà sinh sản. Thì bất cứ cái điều gì ngăn cản, cản trở cái đó cũng làm cho chúng ta đau khổ. Và có một cái yếu tố nữa đó là giác quan của chúng ta, nó đòi hỏi sự kích thúc, kích thích liên tục. Cả năm giác quan. Chẳng hạn như có những cái thí nghiệm khi mà một người bị giam vào trong một cái gọi là sensory deprivation tank, tức là một cái như một cái hộp, một cái hòm mà trong đó ngăn lại không cho chúng ta, năm giác quan chúng ta tiếp thu ánh sáng, âm thanh, cảm giác, bất cứ điều gì hết. Thì khi đó đó chúng ta sẽ, não chúng ta sẽ tạo ra những cái ảo giác để mà duy trì cái hoạt động của các vùng não. Và cái đó là cái bản chất tự nhiên cái của cái hoạt động não. Thì tương tự, nếu cho nên khi trong cuộc sống cũng như vậy, chúng ta luôn luôn tìm những cái kích thích của qua năm giác quan. Tức là nhu cầu của năm giác quan là mình tìm Đó cái là kích thích. nằm trong cái vấn đề tiến hóa thôi, nó là điều hết sức bình thường. Nhưng khi mà chúng ta hưởng những cái lạc thú đó, cái đó gọi là có thể là lạc thú và cũng có thể là đau khổ, thì nó có những cái tầng mà chúng ta cần phân biệt. Điều thứ nhất đó, cái mà gọi là đau đó, nó xuất hiện khi chúng ta nghe một âm thanh lớn hơn chẳng hạn 120 decibel và nó đau đớn mà nghĩ và chúng ta chịu không. Khi nghe thí dụ cải lương thì cảm giác là thích thú chẳng hạn, thì cái đó nó thuộc về cái quy định về văn hóa và điều kiện hóa. Bản thân trong như một sinh vật, chúng ta không lưu giữ hay không được gọi là cài đặt bất cứ cái gì để gọi là tôi thích nhạc này và tôi ghét nhạc kia, hay là tôi thích đóa hoa hồng và tôi là ghét hoa cúc lợn.
Nó cũng chỉ là ánh sáng phản chiếu một sự vật và đi vào mắt của chúng ta thôi mà. Khi mà chúng ta nhìn thấy như vậy thì chúng ta sẽ giữ được cái sự bình thản, hay là hiểu được cái tính vô nghĩa của những cái mà chúng ta chồng lấp lên trong cuộc sống. Và cái đó chúng ta cũng hiểu được cái khổ là như thế nào. Tức là anh vẫn có thể đau. Đau là đương nhiên, đã là sinh vật là đau. Nhưng mà khi thứ nhất là những lạc thú, anh muốn lưu trữ thì nó giận, anh muốn tiếp tục. Và khi nó mất rồi, anh muốn lặp lại, thì điều đó làm cho anh khổ. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Nhưng cái điều tệ hại nữa đó là tất cả chúng ta đó lại bị làm nô lệ cho những tiêu chí, những khẩu hiệu phải sống thế này, phải như thế kia, vân vân. Bởi vì sao? Là tại vì bởi xã hội. Cái giá mà chúng ta tự trải nghiệm đi đó thì giữ được cái tinh túy của sự nhạy cảm của toàn thể con người, đôi khi chúng ta còn dễ dàng nhận biết được cái gì tốt của chúng ta. Nhưng mà những lời cha mẹ dạy bảo, xã hội dạy bảo phải cần nên cố, con phải thế này, con phải thế kia, trò phải thế này, trò phải thế kia, thậm chí chúng ta đọc một cái cuốn sách, xem một cuốn phim, chúng ta cũng học một bài học nào trong đó. Và chúng ta nghĩ rằng bài học đó có thể áp dụng cho tất cả mọi vấn đề. Và nhiều khi chúng ta không biết chúng ta đang bị tuyên truyền bởi một cái nhu cầu xã hội, chẳng hạn như là chủ nghĩa tiêu thụ chẳng hạn. Thấy hình ảnh một cô đẹp mặc cái áo đó, cảm thấy khao khát, muốn mặc được cái áo tương tự chẳng hạn. Nó do chủ nghĩa tiêu thụ dẫn dắt. Và cái điều đó, đó chúng ta cứ chạy đuổi theo những cái giá trị, những cái khuôn mẫu, và những cái từ đó nảy sinh ra những cái nhu cầu ảo thực sự do ở thế giới bên ngoài đặt để lên chúng ta. Và ngoài ra cũng có khía cạnh chúng ta trải nghiệm. Nhưng mà thực sự đó là có những cái bài học chúng ta trải nghiệm trong quá khứ. Nhưng mà có nhất thiết chúng ta có thể khái quát hóa, extrapolate hay là generalize ra những cái tình huống khác nhau hay không? Chưa chắc. Là có thể bài học đó có thể áp dụng cho tất cả mọi điểm. Nhưng mà chúng ta khư khư bám lấy quá khứ. Và vì vậy chúng ta tiếp cận với cái thế giới một cách rất là cũ kỹ. Tức là dùng quá khứ để định hình lại cái hiện tại. Để tiếp nhận, diễn dịch và ứng phó với cái hiện tại này bởi những cái tích lũy trong quá khứ Thậm chí là cả tương lai. và cả tương lai, dĩ nhiên, tại vì tương lai thật sự chưa đến mà nó chỉ được quyết định bởi hiện tại. Và những cái điều đó thì thí dụ trong Phật học chúng ta có ngũ uẩn, có cái học thuyết về gọi là học thuyết hoặc là khái niệm gì đó thì cũng tùy về ngũ uẩn để hiểu được cái điều đó. Em thì em quay lại nhiều hơn là có một khía cạnh khác là bản thân của mỗi người đó, cái họ họ nhìn nhận nó như nào, cái tâm lý thì em tự hỏi là cơ chế tâm lý nào khi mà tại sao người ta lại có xu hướng bám riết vào cái việc khổ đó, tức là người ta ví dụ người ta có thể hiểu đọc nhưng mà người ta cứ miết bám vào đó, hoặc là trường hợp thứ hai người ta nảy sinh ra một trường hợp người ta phản ứng đó là mình luôn là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình. Thì thầy Phương có thể giúp em giải thích vì sao chúng ta có hai cái xu hướng đó. Một là mình bám vào cái nỗi khổ mãi không thoát ra được. Hai là mình luôn cho mình là nạn nhân trong cái câu chuyện của chính mình. Thật sự cái điều hai cái điều đó nó hỗ tương lực nhau, nó cũng là nguyên nhân và hậu quả của nhau. Thì ở đây đó trước tiên thì chúng ta sẽ xét theo cái khía cạnh tâm lý trước đi. Tại sao người ta bám vào những cái nỗi khổ đó, đó là tại vì đó, do những cái nhận thức sai lầm. Chúng ta thử nhìn qua liệu pháp nhận thức và hành vi chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy rằng đó là từ những cái quan niệm, hay là tiếng Anh là belief, tôi dịch là quan niệm cho dễ hiểu, những cái quan niệm căn bản hay cốt lõi đó chúng ta đã bị nhồi sọ ngay từ nhỏ, là chúng ta vô giá trị, chúng ta không có năng lực và chúng ta không được thương yêu. Nó biểu hiện nhiều bố mẹ khi nghe như vậy thì ngạc nhiên, con tôi sinh ra tôi đâu có dạy nó, tôi bao giờ nói như vậy đâu. Nhưng mà thật sự có những cái như là con phải làm như thế này thì mẹ mới thương con. Những cái câu vô tình như vậy. Tất cả cái thương yêu của trong cái cuộc sống đôi khi giữa người và người đó
nó đều bị điều kiện hóa, tức là một cái sự trao đổi hàng hóa, và thậm chí tình thương yêu cũng là một cái thứ hàng hóa để trao đổi. Thì điều đó đó nó sẽ tạo thành những con người trưởng thành mà luôn luôn nghĩ rằng mình phải làm hài lòng cả thế giới, thì thế giới mới thương yêu mình. Nhưng mà tận trong tâm khảm chưa bao giờ được đón nhận một cái tình yêu vô vị lợi, một cái tình yêu mà nhìn từ góc độ của Time Warrior, ông tổ của liệu pháp mà nhân bản đó, là Việt Nam bây giờ thì gọi là nhân văn, humanistic ấy, thì là unconditional positive regard, sự nhìn nhận tích cực vô điều kiện. Chúng ta gần như chưa bao giờ được hưởng được cái điều đó, cho nên là chúng ta thấy khao khát và bám bị kẹt vào trong những cái quan niệm cốt lõi về bản thân của mình. Rồi từ cái quan niệm cốt lõi về bản thân đó, đó chúng ta lại dẫn tới những cái dự cảm tiêu cực trong tất cả mọi tình huống của cuộc sống của chúng ta. Và vì vậy đó, chúng ta lại dẫn tới những cái thái độ sợ hãi, tức giận, buồn, thảm, vân vân. Và chúng ta sẽ từ đó nó dẫn tới những cái hành vi chúng ta sẽ chọn là tránh né hoặc là hung hãn chiến đấu lại. Và cho nên nói đơn giản, nó không phải chỉ là một vài cái cơ chế bình thường, mà chúng ta có thể nói là ồ, tại sao con người ta bám vào khổ như vậy, là tại vì thú đau thương. Nhưng mà điều đó vô Thú nghĩa, đau. như một số thi sĩ đã gọi cái đó là thú đau thương, nhưng mà điều đó vô nghĩa, và điều đó nó chỉ lãng mạn trong văn học hoặc là nghệ thuật mà thôi. Nhưng mà nếu nhìn từ cái cơ chế tâm thức của chúng ta đó, thì chúng ta đã có bị ngăn chặn bởi một cái nhu cầu cốt lõi nhất. Chẳng hạn nói cho Jeffrey Young là ông tổ của liệu pháp khung nhận thức schema therapy, mỗi đứa trẻ sinh ra đều có những cái nhu cầu căn bản. Thứ nhất là nhu cầu an toàn, chẳng hạn nhu cầu biểu lộ cảm xúc và nhu cầu của mình, tức là cái mong muốn, nhu cầu ăn uống chẳng hạn, một cách rất là cơ bản. Nhu cầu tự chủ, nhu cầu nhìn nhận bản sắc để được mình là mình, tự chủ là chủ động để làm cái gì đó, chứ không phải là làm tất cả mọi việc đều bị chỉ đạo ngăn cấm bởi bố mẹ hay là bởi cái xã hội xung quanh. Và cái nhu cầu cuối cùng lại cũng là gần như ngược lại tất cả cái nhu cầu kia, đó là cái việc phân định được những cái gì là giới hạn tự nhiên của chính mình, và đồng thời cái khả năng được người khác hướng dẫn để xây dựng được cái khả năng tự kỷ luật cho chính bản thân mình. Thì những cái nhu cầu đó, thật sự nếu mà bố mẹ chăm sóc con chỉ là sự ngẫu hứng, khi đang vui thì có thể nó khóc mình tới mình dỗ, còn khi mà nó không vui, khi mà đang không vui nó khóc thì tới đét và đít nó vài cái rồi vân vân. Thì từ những cái tương tác đầu tiên như vậy đó, thậm chí ngay cả chưa hình thành ngôn ngữ, trẻ em đã bắt đầu hình thành những cái thái độ sống đối với cuộc đời rồi. Cái đó nó tác động và tương tác với tính khí của nó, sẽ tạo nên tính cách của cái đứa trẻ đó. Thì qua cái điều đó thì Phong cũng thấy rằng đó là con người thực sự đó không phải là đi kiếm nỗi khổ, mà họ bị kẹt vào trong cái vòng luẩn quẩn đó bởi cái môi trường xã hội tác động. Thế còn cái đứa trẻ khi mà nó sống rất tự nhiên, nó chỉ có đau chứ nó không có khổ. Và khi nãy cũng đã nói tới những cái chuyện quan niệm sai lầm về thích cái này, ghét cái kia do xã hội áp đặt này nọ vân vân, thì khiến cho họ cứ bị luẩn quẩn trong đó. Từ những cái quan niệm cốt lõi cho tới những cái tư duy rất là lệch lạc, mà chúng ta gọi là cognitive distortion, tức là cái sự lệch lạc về nhận thức quan hay trong quan niệm. Chẳng hạn đó, xem mọi chuyện là đều là thảm họa, thảm kịch hóa sống của mình. Thứ hai, tư duy trắng đen, tất cả hoặc là trắng hoặc đen, hoặc phe bên này hoặc phe bên kia này nọ vân vân như vậy. Mình có nhiều có vài chục cái loại gọi là lệch lạc trong nhận thức như vậy, và khiến chúng ta đau khổ. Vậy thì không phải họ bám chấp vào đau khổ, mà vấn đề là họ chưa tỉnh thức. Tỉnh thức chặng thứ nhất có nghĩa rằng tư duy này là tư duy sai lầm, tôi bỏ tư duy đó. Thế giới không phải trắng đen. Thì khi như vậy là giải thoát được một tầng. Cái con đường này tôi và các học viên của tôi đều gọi là con đường chuyển hóa. Thì cái đầu tiên là buông bỏ những cái nhận thức sai lầm.
Điều thứ hai là nhận diện được những cái cảm xúc mà hình thành bởi những cái nhu cầu bị chèn ép để sinh ra những cái khung nhận thức sai lạc về chính bản thân mình. Suy nghĩ để thấy rằng có chứng cứ để mà biện bạch cho những cái suy nghĩ tôi là vô dụng, tôi không đáng được thương yêu hay không. Tất cả những cái đó mình phải phá lần lần. Rồi đến những cái phương pháp khá cao hơn, chẳng hạn như thiền quán, để thấy tới tất cả là chỉ là những cái cảm giác, cảm xúc đến rồi đi. Thấy được cái tính vô thường của nó, cũng như thấy được rằng đâu có cái ngã nào đang tiếp nhận cái gọi là khổ. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Khi thầy nhắc tới thú đau khổ đấy, em bật lên một ý là trước giờ đấy toàn bộ của họ, thế giới của họ là như vậy rồi. Nhiều khi người ta nên là thành thử là người ta có thể cảm giảm, người ta có thể nói hoài về là tại sao tôi khổ thế này, tại sao tôi không được hợp tình hợp lý, nhưng mà mình có thể đưa cho họ một cái giải pháp để thoát khổ thì họ không nhận, bởi vì khổ nó là khổ mới là tôi. Dạ thì em thấy là cái việc mà mình bỏ đi những nhận thức sai lầm là rất là khó về mặt thực tế để thực hành nhận đấy. Điều thứ nhất đó là quả thật đó có những người như vậy, đặc biệt có thể gọi là có bạn những bạn trẻ như vậy và có những vị lớn tuổi như vậy. Thì tôi vẫn nhớ hoài trong những cái kinh sách Phật giáo có nói tới cái chuyện là các vị Bồ Tát có thể sẵn lòng để đưa tay ra để cứu vớt chúng sinh, nhưng mà chúng sinh mà không đưa tay lại thì không chịu, không có phép màu nào có thể cứu chuộc hết tất cả mọi người. Điều thứ hai đó, chúng ta thường hay giả dụ là họ cho dù hiểu họ vẫn không buông bỏ. Điều thứ nhất đó là thật sự hiểu như một cái khái niệm thì quả thật sẽ không buông bỏ gì hết, không buông bỏ gì được hết. Vô ngồi bây giờ nói rằng nỗi khổ của con là do nghiệp của con Ai thì cũng đồng ý. nghe, nhưng mà rồi ích lợi gì? Cho nên đó không phải nhà tham vấn, không phải một tu sĩ Phật giáo mà chưa thấy được cái tâm mình, sự vận hành của tâm mình và giác ngộ và giải thoát thì không thể đóng vai một nhà tham vấn tâm lý. À, như vậy thì chúng ta nói tới vị trí của những nhà tham vấn tâm lý ở chỗ này. Họ sẽ trò chuyện với mình và trong một cái bầu không khí tin yêu, hy vọng, trong một cái không gian mà ở nơi đó đó nhà tham vấn giữ một cái vị trí chấp nhận, tích cực, vô điều kiện, thân chủ, trung thực với những cảm xúc của mình và thấu hiểu những cái cảm xúc của thân chủ thì vẫn có tác dụng chữa lành. Trên cái con đường chữa lành đó và hóa giải những cái nội kết đó, dần dần thân chủ sẽ thấy được và chấp nhận được những cái nguyên lý để mà từ đó có thể hiểu được chính mình hơn và hóa giải được, thay đổi nhận thức, hóa giải cảm xúc và điều chỉnh hành vi. Cái điều đó vẫn có thể làm được. Đối với một số người có thể chậm, số người có thể nhanh, nhưng mà tôi vẫn tin rằng đó, có lẽ cái niềm tin đó thì khoa học cho tới bây giờ tôi thấy có những cái tương đồng thì cũng tin vào năng lực, cái trí tuệ và những cái hành vi vị xã hội, cái tốt đẹp nhất, cái vị tha của con người. Tôi vẫn tin là mỗi người có Phật tính và chỉ vì họ còn mê lầm là tại vì lâu nay họ sống lần quần ở trong một cái bối cảnh, một cái môi trường mà họ không có dịp để họ tỉnh thức. Thì nhiệm vụ của mỗi người chúng ta khi mà đã thấy được cái con đường chấm dứt đau khổ đó thì nên hỗ trợ họ, có nên đồng hành với họ. Lúc đầu chỉ cái hạt giống, tối hôm qua tôi mới đọc lại cái đoạn thánh kinh Matthew để nói về cái ví dụ về người gieo hạt. Chắc chắn có những cái hạt giống tỉnh thức chúng ta gieo ở trên đá nó sẽ không mọc, gieo vào bụi gai nó sẽ không mọc, hay là đi trên đường chim chóc ăn nó sẽ không mọc, nhưng mà sẽ có những cái hạt giống nó rơi vào đất tốt lành thì nó sẽ là nảy mầm. Nhưng mà chúng ta không cưỡng, không thể nào ăn cướp thời gian bằng cách nghĩ rằng là tôi chỉ cần ngồi xuống nói chuyện với Phong một cái là tự nhiên Phong tỉnh thức Tỉnh và thức. ngày hôm sau là hạnh phúc. Tôi cũng nói điều đó với thân chủ đến với tôi đó, là bệnh anh kéo dài bao lâu, sâu sắc
bao nhiêu, và cái việc anh có về thực tập những cái bài tập trong cái tiến trình tham vấn hay không mới giúp cho anh thoát được cái điều này nhanh hay không. Chứ anh vô anh nói là tôi trả tiền cho bạn để trong 3 buổi tôi phải hết tất cả đau khổ từ nhỏ tới lớn, đó là một ảo tưởng, và chính cái ảo tưởng đó làm cho họ đau khổ nữa. Ảo tưởng chồng Chồng lên ảo tưởng, ảo tưởng. như một ma trận. Đây là nó là một cái quá trình và tự mỗi người phải trải nghiệm, đúng không? Điều này chỗ này rất là hay, mà có lẽ là tôi cũng phải chia sẻ thêm, rất nhiều người hiểu sai cái khái niệm là đây là một cái hành trình tích lũy và rèn luyện, và vì vậy cái chữ tinh tấn cũng như chữ miên mật đó, bị hiểu lầm rất là nhiều, và cho là phải ngồi thiền. Nếu mà ông kia ngồi thiền 2 tiếng và tôi ngồi thiền 1 tiếng thì tôi sẽ là chấm dứt khổ, đau khổ chậm hơn ông kia. Ông đọc 100 cuốn kinh, tôi mới đọc một cuốn kinh, nó là tôi sẽ là giác ngộ chậm hơn ông kia. Điều đó không phải. Thật sự á, nếu tin rằng đó là điều thứ nhất á, là ai cũng có phẩm tính. Tại sao chúng ta hôm sáng hôm nay chúng ta nói nhiều đến cái vấn đề đạo Phật, Phật tính? Tại vì đó có một câu mà tôi rất là thấy làm thú vị trong đạo Phật á, là trong, tôi không nhớ kinh chính xác là kinh nào, nếu mà đại Đức Phật đã từng nói rằng đó, nếu đại dương, tất cả đại dương chỉ có một vị là vị mặn, thì đạo ta chỉ có một vị là vị giải thoát. Mà giải thoát ở đây là cái gì? Giải thoát khỏi khổ đau. Là như vậy, giải thoát khỏi luân hồi, giải thoát khỏi khổ đau. Thì ai cũng nghĩ rằng á, giải thoát khổ đau là bằng cách tích lũy tri thức, tích lũy công phu, tích lũy kỹ năng, phải học càng ngày càng tấn tới. Nếu mà chúng ta không biết con đường đó là con đường của thế tục, con đường gọi là con đường của cái thế giới mà chúng ta đang sống, thế giới của hữu vi, trong khi con đường đạo gần như là ngược lại, nó là con đường buông, con đường buông bỏ. Ở chỗ rằng á, là nếu nói như vậy thì chắc một người tiến sĩ tiến sĩ tâm lý học hay tiến sĩ Phật học chắc là cơ may hay là cơ hội giác ngộ sẽ hơn một cái ông nông dân chứ. Nhưng mà điều đó không đúng. Thậm chí những cái tri thức tích lũy như vậy, phân tích, đánh giá dựa trên những cái quy chuẩn hay là tiêu chí, đùa giỡn với những cái đó, thật sự nó lại cản trở cho cái việc mà thấy được chân lý, thấy được đạo. Cái bước đầu tiên là trở về với thấy qua 5 giác quan, buông bỏ những cái đó, để chỉ trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe. Khi chúng ta cầm cái ly nước lên, thấy được, cảm nhận được cái sức nặng ở trên tay, thấy được một cái màu, nhưng mà không cần nhất thiết phải định danh nó, gọi nó là gì, đưa vào miệng, tất cả giác quan chúng ta trọn vẹn với nó. Cái việc thấy những cái ly này, thêm đọc được chữ cultural noise, biết được màu đỏ sản xuất từ đâu, biết cà phê này là cà phê mua ở hiệu nào đó, Ethiopia hay là Robusta của Lâm Đồng, Việt Nam. Điều đó, nó có thực sự làm cho chúng ta tăng cái tiếp cận trực tiếp với thực tại hay không? Hay chúng ta chỉ chồng những cái thứ khái niệm, ý tưởng vào, và chúng ta tưởng rằng có những cái thứ đó, chúng ta mới gọi là thông minh hơn người khác, giỏi giang hơn người khác. Ngay cả chúng ta cũng đang nói huyên thuyên về lý thuyết này, lý thuyết nọ, cũng là vậy. Nhưng mà thực tại ở đây là tôi ngồi với một người, và khi tôi nhìn vào Phong, nếu tôi vẫn thấy còn nam, còn nữ, và tôi phân nghĩ là ồ, áo đó đẹp, rồi tôi mong muốn tất cả những cái đó đều chồng lên thực tại. Và cái đó nó làm cho đau khổ cái tưởng của mình. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Bởi ngồi yên không làm gì, em cảm giác nó rất khó với cả con người hiện đại ngày nay. Khi mà nếu mà không phải làm việc chân tay thì những dòng suy nghĩ của họ sẽ diễn ra liên tục, hoặc là nó sẽ hướng tới một mục đích nào đó. Điều này thực sự là khó, phải không thầy? Tôi không phủ nhận cái chuyện đó. Mà bây giờ chúng ta lấy một cái chuyện thật có thật để xem. Bây giờ khi nhận lời mời phỏng vấn của Future Impact Academy đó, thì em đặt ra những cái câu hỏi đó. Okay. Thì trong cái tiến trình mà để chuẩn bị đó, thì đương nhiên đó là tôi sẽ suy nghĩ về những cái đề tài này. Tôi sẽ tìm thêm một cái số tài liệu để đọc.
cho nó rõ ràng thêm để gợi nhớ lại hoặc là một số cái khái niệm mới mà mình chưa có dịp để tham khảo chẳng hạn thì sẽ tìm kiếm. Nhưng mà nếu trong suốt tiến trình tìm kiếm tôi đặt ra một cái tiêu chuẩn phải như vậy thì tôi mới là giỏi giang, tôi mới thành công, tôi mới đạt được cái KPI gì đó của cái buổi nói chuyện này. Thì và ngày nào tôi còn cái khoảng cách nữa, cái lý tưởng phóng chiếu về sản phẩm hay là con người của tôi và cái tôi đánh giá tôi hiện tại, ngày nào còn cái khoảng cách đó thì tôi tiếp tục, nhẹ nhất thì lo lắng, lo âu, nặng hơn nữa thì cảm thấy xấu hổ, nhục nhã hay là sợ hãi vân vân. Và nó rất bao nhiêu cái cảm xúc tạm gọi là tiêu cực nó bùng lên. Yeah. Và nó thực sự nếu nói về cái việc hậu quả của nó thì nó cản trở cái tiến trình chuẩn bị. Yeah. Đúng không ạ? Cái tiến trình, tại vì khi chúng ta tư duy, chúng ta làm việc, chúng ta cứ trọn vẹn nhập tâm hoàn toàn vào cái công việc chúng ta làm, sau đó kệ nó. Tôi vẫn nói đùa mà hơi mất dạy một chút là kệ mẹ nó. Thế là vậy. Tại vì khi vào tới đây tôi ngồi thì có thể tài liệu tôi có thể là sẵn mấy chục trang ở đây. Yeah. Nếu mà tôi cứ vào ngồi và tôi ngẫu hứng, Phong nói tới đâu, tôi nghĩ cái gì, tôi cứ nói tới đó. Yeah. Và nếu cái buổi ngày hôm nay mà chỉ có, sau đó chỉ có một người xem. Và hoặc là 100 người xem mà 99 người chê. Thì như thế là như thế. Chấp nhận cái điều đó. Là thầy làm mà không mong cầu cái kết quả nào. Cái chữ không mong cầu rất là khó để đạt được. Nhưng mà ở đây nó từ cái nhận thức sâu, có những cái tầng thế này. Thứ nhất, mình không thể kiểm soát được thế giới này 100%. Cho nên mình chỉ là tận lực mình. Và tận lực không phải với một cái tiêu chuẩn nào cả. Yeah. Thì tận lực như là flow. Yeah. Tức là với cái hoàn toàn là đi theo cái dòng chảy của cái việc, của công việc mình thôi. Yeah. Đó là cái tận lực, đó là cái thứ nhất. Rất là thú vị thầy ạ. Em không biết điều này có quá khó với mọi người ngoài kia hay không, nhưng mà bản thân em rút ra được một điều là nếu mà bạn Phong khi ngồi trao đổi với thầy ở đây vẫn còn muốn lèo lái buổi trò chuyện này hướng tới một kết quả nào đó, hướng tới với mục tiêu nào đó, trong khi đó thầy Phương có thể trả lời đi ngoài kịch bản, hoặc thậm chí là hỏi em cả những cái điều mà trong một cái lĩnh vực mà em không biết, hoặc thì nếu mà điều ấy xảy ra, một điều không như em kỳ vọng, nhẹ hơn thì làm em thấy buồn, mà nặng thì có thể khiến em cảm thấy giống như là đau khổ. Thất thì là nên mình sẽ thất vọng nhẹ hơn, đau buồn, tức giận, xấu hổ này nọ và nhiều thứ. Và còn một cái điều nữa, nếu phân tích sâu vào thử xem, cái mà em cho là lý tưởng, điều kiện lý tưởng, em cho cái sản phẩm này á, nó phải đạt tiêu chí nào đó, là do cái gì tạo ra? Chắc có một tiêu chuẩn nào đó. Do nhận thức của em, đúng không? Và nhận thức đó được xây dựng, cái khung đó được xây dựng ở đâu? Có thể so sánh nhiều các postcard khác. Chính xác. Đúng rồi. Tại sao mình không tiếp cận tất cả mọi vật, mọi hiện tượng? Không phải như đó là như là mới mẻ, như là chính nó. Còn khi em đóng khung vậy, em đóng khung bởi quá khứ, đóng khung bởi ký ức của em, hay là ghi sự ghi nhớ của em về tất cả những thứ kia. Và đầu óc em sẽ chơi một cái trick, một cái trò là nó tổng hợp những cái đó, nó kết hợp nên thành một cái khung và nó bắt buộc em phải làm theo. Nhưng mà tạm thời trong cuộc sống vẫn sử dụng những cái thứ đó. Thí dụ như muốn xây một cái cầu mà không, hay là đá lót đường, đá vĩnh cửu mà tới thực sự vĩnh cửu chứ không phải chỉ một năm sau thì là nó thành cửu vĩnh gì đó vân vân, thì đương nhiên vẫn có những cái quy chuẩn. Nhưng trong cái cuộc sống, mỗi khi hành động đó, mỗi khi hành động thì chúng ta cứ flow, tiếp cận với bằng cái sự trọn vẹn mới mẻ nhất. Và nếu có, họ có phản đối, họ có chê cười, theo đa số chúng ta sẽ khổ vì cái sự phản đối và chê cười trong trí tưởng tượng của chúng ta nhiều hơn là thực tế. Còn khi tôi rất là ngạc nhiên, thật sự tới lúc này rồi mới hiểu được điều đó. Cho nên nói tôi rất ngạc nhiên thì nghe có vẻ kiêu ngạo quá, làm nhưng từ lúc sinh ra mình đã ý thức, tỉnh thức cái điều đó rồi. Nhưng thôi cứ nói vậy. Chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên khi mọi người cứ nói tới xã hội. Xã hội yêu cầu chúng ta vậy. Xã hội là đâu? Ngay tại giây phút ngồi đây, xã hội của Phong là ai?
Nó chỉ là những ý tưởng trong đầu Phong, và Phong cho rằng xã hội muốn tôi như vậy, ngoài Em cuộc hiểu. sống muốn tôi như vậy, ngay chữ gọi là cuộc sống, cái Một đó cái chỉ rất là một là cái trừu tượng. khái niệm trừu tượng mình đem áp đặt lên thật sự. Ở đây không hoàn toàn có cái gì cuộc sống ấy. Qua năm giác quan và qua cái ý thức chúng ta đang trải nghiệm mình thực tại mới được là như thế nào. Chẳng hạn ngay cả có một cái câu chuyện mà tôi thấy cực kỳ thú vị, và tôi nghĩ rằng ai có sẵn cái điều kiện tư duy về cái cuộc đời hoặc là thiền tập một thời gian rồi đó, nghe câu chuyện đó nó sẽ đạt được. Với chữ đạt được đây cũng sai lầm, chứ không là đã đi để cho tỉnh thức. Đó là chuyện giữa thần quan và chuyện của Bồ Đề, và cuộc đối thoại giữa thần quan và Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma như Phong biết và các bạn khán giả ngoài biết, đó là tổ thứ 28 của thiền tông Ấn Độ đi qua, và đồng và truyền đạo ở Trung Hoa, và đó là phần tổ thứ nhất thiền tông ở Trung Hoa. Thì trong thời gian đi truyền đạo thì ông ta thấy rằng căn cơ của chúng sinh của Trung Hoa lúc đó chưa tới, cho nên ông ta lên chùa Thiếu Lâm để mà ngồi nhìn vào tường, gọi là diện bích, hiện diện là nhìn vào cái mặt của mình hướng về bích là tường để mà thiền tập. Thì lúc đó có một tay cũng đại trí thức là thần quan, khổ cái đại trí thức là vậy, tư duy đọc kinh sách rất là nhiều nhưng mà không thấy tánh của mình, không thấy được cái tâm của mình thật sự như thế nào, thì mới lên cầu khẩn Bồ Đề Đạt Ma đó là để mà học đạo. Bồ Đề Đạt Ma cứ quay lại thuộc vào cái ngoài và người mà tường mà thôi. Và dĩ nhiên truyện của Trung Hoa thì bao giờ cũng thêm thắt màu sắc cho nó kịch liệt, thì mới là cho thêm cái cảnh là thần quan chịu đựng không quy ngoài tuyết, tuyết ngập lên tới ngực 3 ngày 3 đêm chịu không, rất là lạnh, nhưng thấy Bồ Đề Đạt Ma vẫn không quay lại, mới rút kiếm ra chặt đứt cái cánh tay của mình để biểu lộ quyết tâm học đạo. Thấy cái không khí nghĩa là rất là kiếm hiệp của tàu, phải không? Lúc nào cũng vậy, phải kịch tính kiểu lên lên tới cao độ. Khi đó Bồ Đề Đạt Ma mới quay lại hỏi thần quan rằng con muốn gì. Hỏi nói là con muốn tổ, thì thần quan trả lời là con muốn tổ an tâm cho con. Thì Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng đâu tâm của con đâu, để anh đây cho ta an cho. Thì thần quan lúc đó quay lại nhìn vào mình thì mới trả lời, sau một lúc nhìn tới nhìn lui mới là nói rằng con không thấy tâm con đâu cả. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng ta an tâm cho con rồi đó, và từ đó trở thành vị tổ thứ hai của dòng thiền tông Trung Hoa và được đặt tên là Huệ Khả. Câu chuyện đó dĩ nhiên không phải để phân tích. Phân tích chúng ta sẽ đem lý thuyết sách vở ông Bồ Đề Đạt Ma tiếng Phạn đọc là như thế nào, kinh sách này có thật hay không thật, tất cả chỉ cái đó, nó không làm chúng ta nắm được cái câu chuyện cốt lõi của câu chuyện. Và nói cái đó là cái bệnh của trí thức, Luôn đi tìm. không không thấy tâm, mà chỉ có lúc đó là chồng lên một mớ kiến thức và tự hào bởi cái mớ kiến thức hỗn loạn của mình, và trong khi tâm mình vẫn không an, cho nên mới phải tới cầu Bồ Đề Đạt Ma. Thì có lúc nhìn vào ngay khoảnh khắc này cũng tương tự như vậy, Phong nhìn vào cái mà Phong gọi là xã hội, cái Phong gọi cuộc sống của Phong đâu. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Nói về ý nghĩa của cuộc sống đó, không thể không nhắc tới Viktor Frankl trong cái tác phẩm Man's Search for Đi Meaning, tìm lễ sống. đi tìm lại sống, phải không ạ? Và chúng ta thật cảm phục khi một người đã tìm thấy cái lại sống để mà vượt thoát khỏi cái khổ đau vừa mất vợ con trong cái trại tù cải tạo của Hitler, của phát xít đó. Ở đây ông Viktor Frankl đưa ra cái thứ nhất là cái giá trị của cái việc đó là sáng tạo, làm một cái việc nào và tìm được ý nghĩa ở trong thứ đó. Thứ hai á, là người ta cho rằng cái trải nghiệm và với những cái một người hay là một sự vật. Và cái thứ ba đó
là cái ý nghĩa của cuộc sống nó nằm ở trong thái độ của ta với khổ đau. Tuy nói qua nãy giờ đang nói qua cái này nhưng mà nó vẫn như toàn tới cái đề tài khổ của Phong được. Thì chúng ta có thể nói nó đặt trên ba cái giá trị. Giá trị thứ nhất là giá trị sáng tạo. Giá trị thứ hai là giá trị trải nghiệm. Và thứ ba giá trị thái độ. Thái độ đối với cái khổ ở trong cuộc sống. Em có thể mở rộng cái ý nghĩa về thái độ thứ ba mà thầy vừa nhắc tới được không thầy? Tức là thái độ đối với những thứ mình không kiểm soát được. Để em kể cho thầy một câu chuyện mà cũng của tác giả Đi tìm lẽ sống thôi. Bối cảnh thì thuộc thế kỷ trước, em không nhớ chính xác về năm lắm. Nhưng mà kể về một người đàn ông, anh ấy làm trong ngành quảng cáo sáng tạo. Thì mỗi một ngày thì anh ấy bị ung thư. Và khi đấy thì anh không thể làm được những công việc mà trước kia vốn là nguồn sống, là lẽ sống của anh. Và nói như theo cách của thầy, nếu mình có ba cách đi tìm lẽ sống thì anh ấy đã mất đi cái cách đầu tiên, tức là được sáng tạo một cái gì đó. Thì trong thời gian này thì thái độ của ảnh với cuộc sống là ảnh trải nghiệm thiên nhiên xung quanh, bệnh xá, trò chuyện với những con người. Sau đó đến một thời điểm khi ung thư ở giai đoạn cuối rồi, cơ thể trong tình trạng rất là ngặt nghèo. Và thầy biết không, đến cả khi mà cơ thể ngặt nghèo đến như vậy rồi mà ảnh vẫn giữ được một thái độ mà em hơi bất ngờ. Đó là khi anh cảm giác được rằng là thời gian mình sắp hết rồi, thời gian với cuộc sống của mình cạn kiệt rồi, thì anh vẫn nói với bác sĩ rằng: bác sĩ có thể tiêm cho tôi thuốc trợ tử được không? Bởi vì tôi cảm thấy rằng tối nay tôi sẽ xảy ra đi, nhưng mà tôi lại không muốn làm phiền tới mọi người. Đó, thì ý là ở đây là ngay cả khi người ta cận kề đến cái chết rồi, người ta vẫn giữ một thái độ sống là không muốn làm phiền tới người khác. Cái không làm phiền người khác làm cho tôi nhớ tới có một cái bài, một cái chương sách của tác giả Uemura, Uemura, một cái giáo sư người Nhật Bản tại đại học mở ở Tokyo ở Nhật Bản. Và ông ta nói rằng theo ông ta còn có một cái chiều kích của ý nghĩa cuộc sống mà coexistence to it, tức là cùng hiện hữu, đồng hiện hữu với tha nhân. Đó là một cái ý nghĩa thứ tư mà tác học giả hay là giáo sư Emura ở đại học mở Nhật Bản đã nói ra. Thật sự đó thì cái ý tưởng gọi là đi tìm cái ý nghĩa cho cuộc sống đó, thì phải chăng chúng ta đang đi tìm một cái khái niệm để giải thích cái sự hiện hữu của chúng ta? Cái điều đó chúng ta có quyền, tại vì rõ ràng nếu nhìn theo biện chứng, giai đoạn đầu là những cái cuộc sống mà nó trôi lăn, hoàn toàn điều khiển bởi những cái xung động bản năng sinh tồn của chúng ta, và chúng ta không hề có một cái ý thức nào hết về cái định hướng của cuộc sống để sắp đặt cái cuộc sống, và không tìm thấy được cái mục đích, mục tiêu nào hết, từ objective cho tới purpose, tiêu và ý nghĩa, significance của cái cuộc sống. Để tới giai đoạn thứ hai đó là cái giai đoạn của mà Viktor Frankl và những triết gia hay là những nhà tâm lý học nữa nói đến, tức là có những cái trạng thái mà chúng ta có thể đạt được, cái hành trình thụ thầm để chúng ta có thể đạt được, để mà cuộc sống nó thực sự nó có ý nghĩa hơn. Nhưng mà thực sự đó, nếu mà tước đi tất cả cái khái niệm đặt để vào cái cuộc sống của chúng ta đó, thì chúng ta vẫn sống. Chúng ta vẫn sống. Chúng ta có thể bây giờ chúng ta sẽ không còn bị lôi cuốn bởi những cái xung động, tham muốn hay là tức giận. Nhà Phật gọi là tham và sân, do bởi cái si mê không ý thức được cái ý nghĩa khác hay là cái thực tại, cái bản chất của thực tại. Nhưng mà không nhất thiết chúng ta có phải trồng lấp một cái khái niệm hay không. Tại vì trải nghiệm thực sự cũng chỉ là sự tác động với những cái hiện tượng bên ngoài đối với giác quan của chúng ta. Hay là cái trải nghiệm bên trong khi chúng ta ngồi xuống với nỗi buồn của chúng ta chẳng hạn, hay là niềm vui của chúng ta. Thì đó, cái ý nghĩa như vậy nó tước đi cái khái niệm và ngôn ngữ trồng lên nó, mà nó chỉ còn là cái cuộc sống nó đang tuôn chảy. Cuộc sống nó đang tuôn chảy và chúng ta cũng đang tuôn chảy. Chúng ta không thể nào độc lập với cuộc sống. Em không dám nói câu chuyện này nó đại diện cho một cá nhân nào cả, nhưng mà bản thân em vẫn thường hay nghe những lời than trách rằng là tại vì gia đình tôi không tốt nên mà tôi mới hành xử như vậy,
là tại vì tôi sống trong một môi trường phức tạp nên tôi mới trở thành một con người như vậy. Cảm giác như mọi người đang bị quá khứ giam hãm lại. Đây là xuất phát điểm của tôi này. Tôi không thể nào mà thay đổi được hoặc là sống trở nên một con người tốt hơn. Tôi không thể sống khác đi được và luôn bị đóng khung vào những cái điều kiện bên ngoài. Nhưng mà ngay khi em nhận thức được cái điều đó, được cách mà mình bị chi phối bởi hoàn cảnh hoặc niềm tin đang giam hãm mình thì em nhẹ hơn đi rất nhiều. Nhẹ hơn là không phải bởi cái hoàn cảnh đó nó biến mất, em trở nên giàu có hơn hay là em được sinh ra một gia đình được nuôi dưỡng tốt hơn, mà việc nhẹ hơn này tới từ việc hiểu ra được xưa nay mình đã bị kìm kẹp ra sao, mình bị giam hãm như thế nào trong chính cái suy nghĩ đấy của mình. Em không còn trách móc quá khứ là tại sao mình không giàu, mà thay vào đó em đặt lại cái câu hỏi là bây giờ mình muốn sống tiếp như thế nào. Phải đổi lại cái câu hỏi đã khiến cho những cái ám ảnh cũ trong quá khứ mất đi khả năng giam hãm một con người cá nhân. Đấy là cách của em. Cảm ơn Phong. Phong đã nói lên cái điều quan trọng trong cái việc mà trên cái tiến trình chuyển hóa là thật sự khi chúng ta nói tới quá khứ mà định hình chúng ta, định tính của chúng ta trong hiện tại đó, nó có ý nghĩa ở những cái tầng mức khác nhau. Cái điều tiên đó là điều kiện hóa. Chắc là chúng ta đều biết điều kiện hóa của con chó trong thí nghiệm của Pavlov. Nhưng mà đồng thời có điều kiện hóa gọi là tác động operant conditioning của Watson và đồng thời của Skinner, hai nhà tâm lý học của thế kỷ trước. Thì khi bị điều kiện hóa với những cái tác động từ môi trường bên ngoài hay thậm chí một cái ký ức tái hiện ở trong não của chúng ta chẳng hạn, thì nó có thể kích hoạt một số cái phản ứng đau khổ, vui, buồn, tức giận này nọ vân vân. Và vì vậy chúng ta cảm giác là chúng ta không thoát ra được khỏi quá khứ. Tệ hại hơn, nếu mà chúng ta bị chấn thương thì những cái liên quan tới chấn thương đó, cái trải nghiệm chấn thương nó cũng thể bị kích hoạt. Nó có thể kích hoạt chúng ta và là làm chúng ta cảm thấy rơi vào quá khứ trở lại. Chẳng hạn như một cựu chiến binh có thể nghe tiếng một cái tiếng pháo hay là tiếng nẹt ống bô thôi đã nghĩ tới những cái tràng súng và làm cho họ hoảng hốt và bao nhiêu ký ức hiện về. Một đứa trẻ bị xâm hại bởi người thân thì sau này với là tất cả mùi hôi hám và mùi thuốc lá, mùi rượu của người đàn ông đó có thể lớn lên chỉ cần nghe một cái mùi rượu hay là mùi thuốc lá trong một cái khung cảnh hoàn toàn không có liên quan gì tới cái trải nghiệm cũng có thể bị kích hoạt và đau khổ. Đó thực sự là cái mà bị ảnh hưởng bởi quá khứ. Nhưng mà những cái đó cũng vẫn có thể điều trị được. Giải điều kiện hóa, deconditioning, hoặc là chữa lành những cái chấn thương và nội kết để chúng ta hoàn toàn thoát ra khỏi cái quá khứ đó. Đó là điều có thể làm được. Còn có những cái quá khứ mà họ nói rằng là tại vì cha mẹ tôi như vậy hay bố mẹ gì đó hay là nhà trường như vậy thì thật sự nó xuất hiện của chúng ta với những cái gọi là ký ức, những cái gọi là câu châm ngôn và khẩu hiệu. Thì bây giờ hãy buông bỏ xuống những cái điều đó và thấy nó hoàn toàn vô giá trị. Thấy được cái tính chất tù ngục của những cái câu khẩu hiệu đó là giam hãm chúng ta trong bao nhiêu năm. Thí dụ như con gái phải như thế này, mày là đàn ông, mày không được khóc, mày phải thế này thế kia. Tại sao chúng ta cứ tiếp tục nuôi dưỡng những cái quan niệm đó mà ngày càng chồng chồng lên, đọc thêm một cuốn sách, nghe thêm một cuốn phim, đọc một tờ báo là chúng ta tiếp nhận những cái tuyên truyền của toàn bộ cái xã hội và cái thế giới xung quanh và chúng ta tự giam hãm của chúng ta trong khung nhận thức đó. Thì đó là hai cái cách tiếp cận để mà giải thoát. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Gần đây tôi có đặt ra cái gọi là lục định. Thì mình chế ra cho vui để mà nói chung là để dạy học trò cho dễ nhớ đó mà. Thì lục định thì khi chúng ta tiếp xúc với hiện tượng thì đầu tiên chúng ta định hình. Định hình trong tiếng trong tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học nhận thức, cognitive psychology á, thì đọc tài liệu sẽ hiểu sâu sắc ở cái định hình là như thế nào. Chẳng hạn như cái figure and round. Chúng ta thấy cái ly này như là nằm tách biệt khỏi cái bàn để thấy nó riêng là định hình. Định hình còn cái trong tâm lý học hiện nay là embodiment.
Tức là trong não của chúng ta nó có một cái phần gọi là observe, để coi là cái gì, occipital temporal lobe, cái vùng mà hai bên lateral này, cả hai bên này, và nó liên quan tới phần thùy chẩm cũng như là thùy thái dương. Nó khống chế cái việc á, là chúng ta ý thức về thân của chúng ta như là tách biệt với thế giới. Em có thấy rằng chúng ta sống, chúng ta cảm giác như có một cái thằng Phương hay thằng Phong ở trong này nhìn ra không? Và chúng ta cảm giác là cái gọi là cái ta, cái ông Phương, ông Phong đó, đó bị ngăn cách với thế giới hay là tách biệt khỏi thế giới. Như là tôi đó, là bởi cái cảm giác, cái vùng ý thức về cơ thể trong một không gian nào đó không? Thì cái đó là định hình. Và điều đó là khiến cho chúng ta tách với thế giới rồi. Okay. Nhưng mà định hình chưa nguy hại. Định hình thì cứ định hình không sao cả. Nó cũng có một vai trò nào đó thôi. Đúng rồi, Giống nó như có cái vai vai trò trò nào đó. Để mà chúng ta khỏi, thí dụ đứng đây biết ngõ ra đầu đó và đi đó, chứ không phải đi xuyên qua tường. Nhưng mà cái định hình nó cần thiết cái chỗ đó. Kế tiếp là chúng ta định danh. Bước kế tiếp là chúng ta định danh. Định danh là nó có sự chen lẫn của văn hóa, ngôn ngữ để chúng ta gọi khái niệm. Và dĩ nhiên, chúng ta gọi cái này là ly. Chúng ta gọi cái này là cái microphone, gọi cái này là cái tablet, cái này là cái bàn, và đây là tóc, vân vân, thì định danh. Định danh cũng không sao. Nhưng mà chỉ khi nào hết sức là ngu xuẩn cứ gọi cái đây là nhất quyết là hair, chứ không phải là tóc. Rồi thế giới và đặc biệt là những cái khái niệm và danh của trừu tượng. Và chúng ta, thế giới này rõ ràng là giết nhiều khi xảy ra chiến tranh là vì cái danh. Cái danh đây không phải là fame, không phải là tên tuổi. Danh ở đây là để gọi cái này là cái này và gọi cái kia khác, và hai bên sẽ giết nhau vì cái sự khác biệt định nghĩa về cái khái niệm đó khác nhau. Và cái tiếp thứ ba là anh định tính. Định tính, bước căn bản đầu tiên là gọi cái này là màu đỏ. Tính đây trong chữ danh, cái Tính tính từ. từ đó, adjective. Và anh, nhưng mà nó đồng thời là adverb nữa, những trạng từ nữa, nó mô tả một trạng thái, thì chúng ta sẽ có định tính. Định tính những cái nhanh chậm hay vân vân á, nó sẽ không làm cho chúng ta đau khổ đâu. Nhưng mà bắt đầu một cái này nó sẽ làm cho chúng ta kẹt và đau khổ là khi nó bao hàm một thái độ yêu và ghét trong đó. Thí dụ đẹp và xấu. Ở trước người ta dĩ nhiên không ai yêu xấu. Và tới những cái khái niệm, thậm chí khái niệm hết sức là trung tính, những cái tính từ hết sức trung tính, thí dụ trắng và đen. Nhưng mà nghe tới đen người ta nghĩ xấu, và trắng nghĩ tới đẹp thì đã bắt đầu thấy sự đau khổ rồi, phải không ạ? Và từ định, chúng ta đã có gì? Định hình, định danh, định tính, nó dẫn tới định gì? Định kiến. Một cái thái độ, một cái kiến giải, một cái nhận thức duy nhất đóng khung chúng ta, của chúng ta, và chúng ta truy nhận, chúng ta nhận diện, chúng ta diễn dịch và chúng ta đối phó với thế giới qua cái định kiến đó. Rồi á, chưa ngừng lại đó, con người ta là thích đóng khung thêm một lần nữa là chúng ta biến nó thành định lý. Những cái Chân mà lý. đùa gọi là xã hội, slogan, những cái mà gọi là khẩu hiệu, và chúng ta gọi cái này là chân lý, à phải như thế này, và tất cả chân lý, cái này phải gọi là cái ly, chứ không được gọi cái khác, cái này phải là gọi là màu đỏ chứ không gọi là crimson, và cũng không gọi là máu, không gọi là gì đó. Và tôi thích cái này tại chỗ này nó có một cái eo như thế này, rồi tôi vân vân, thái độ định. Và như vậy mới là chân lý. Và khi hai bên đều thủ cho rằng mình thủ đắc chân lý và Xung đột sợ xảy ra. thì xung đột xảy ra. Nếu mà trước khi xung đột xảy ra đó thì nó dẫn tới cho mỗi người đó là cái gì? Chúng ta đã có ngũ định rồi, là định hình, định danh, định tính, định kiến, định lý, và cái cuối cùng là định mệnh của chính chúng ta. Chúng ta sống trong đó và trôi lăn trong cái định mệnh do chúng ta tạo tác mà ra, chúng ta làm ra. Định mệnh do mình tạo ra, thật sự là như vậy. Thế nên cái tiến trình, nếu có một chân lý, tại đây chúng ta chơi đùa với chữ nghĩa,
Nhưng mà nếu tiến trình có giải thoát hay là tiến trình gì, có lẽ là tiến trình đi ngược lại cái đó. Thật ra khi nghe thầy chia sẻ thì em cảm giác như là mỗi chúng ta đều có một cái hệ thống chương trình đang chạy ngầm ở bên dưới, một hệ thống về niềm tin, định lý, định kiến đang chi phối toàn bộ cách chúng ta tư duy, suy nghĩ và tương tác với thế giới xung quanh. Bởi vậy mà là mỗi khi mà chúng ta cãi nhau, đôi khi nó chỉ là xung đột trên bề mặt thôi. Chúng ta chưa có đủ thời gian để mà lần mò theo sợi dây và đi ngược lại xem là thấy được đâu là định kiến, định lý của mình. Thậm chí nếu những ai mà nhìn sâu hơn thì có thể thấy được cả định mệnh của mình. Trong cuộc sống đó, ở đây thì cũng chia sẻ luôn cho nó rõ ràng. Trong cuộc sống thì chúng ta vẫn dùng tư tưởng, chúng ta vẫn dùng những cái định lý, Vẫn phải cần. vẫn phải cần. Tại vì đó là khi đi làm trong một công sở, chẳng hạn đi làm một chỗ nào đó, người ta có những cái quy định thì chúng ta cứ làm theo. Trong xã hội này thì chắc chắn người ta quy định ra ngoài thì phải mặc áo, mặc quần rồi vậy, chúng ta làm theo. Nhưng mà chúng ta sống trong cái thế giới với những quy định như vậy, nhưng mà bản thân luôn luôn ý thức rằng chúng ta là một sinh vật tự do. Và chúng ta chỉ không bám víu vào nó, không nghĩ rằng phải như vậy mới là đúng là sai. Buông được cả cái hai bên như vậy. Thái cực, thái quá bất cập, buông cả cái này là to là nhỏ, là thích là ghét, buông như vậy. Thì nó thoải mái nhẹ nhàng. Ở đây tôi không dám nói tới cái chuyện giải thoát hay giác ngộ, vậy tôi chỉ nói sống sao cho nó nhẹ nhàng, vui vẻ là được rồi. Còn không thì cứ kệ mẹ đó. Đúng là như thầy vừa chia sẻ thì em thấy là có hai kiểu hành động. Một cái kiểu người khi mà họ hành động rất là hoang dã. Hoang dã ở đây đến độ như là có cảm giác như những hành động của họ, hành vi của họ chống đối cả xã hội. Thì nhận định của em là ngay khi họ còn đang muốn chống lại xã hội thì họ vẫn còn đang bị xã hội chi phối. Tức là giống như là xã hội là cái nút, là một người điều khiển công tắc đó, bật lên hoặc bật xuống. Còn một kiểu người thứ hai là trong một hoàn cảnh nhất định, nếu mà cần họ kỷ luật, cần họ phải có thì họ lại trông rất là kỷ luật. Nhưng mà nếu mà không cần, khi trong một môi trường khác, khi không cần những điều ấy rồi, thì mình lại thấy họ khá rất là thong dong và tự tại. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Nó ở ba cái mức độ. Cái cách nhìn của tôi về thế giới, tôi hay dùng cái khái niệm về biện chứng, dialectical, để mà diễn giải một số khái niệm cho nó dễ hiểu hơn. Thì cái khung biện chứng có nghĩa rằng đầu tiên bởi Hegel và sau đó Karl Marx mượn của Hegel, hai triết gia người Đức cả, để mà đưa vào lịch sử, và chúng ta có biện duy vật, biện biện chứng hoặc là biện chứng lịch sử đó, vân vân. Thì chúng ta có chánh đề, rồi cái ngược lại với chánh đề là phản đề. Chánh đề tiếng Anh là thesis, phản đề là antithesis. Nhưng vượt lên trên chánh đề và phản đề nữa là tổng đề, là synthesis. Và mình bây giờ hay dịch chữ synthesis là tổng hợp, đúng không? Rồi thì đó, cái giai đoạn mà phá hết tất cả, mà sống hoàn toàn một cái mà Phong gọi là hoang dã đó, có thể nó là ở giai đoạn chúng ta tạm đặt tên nó là chánh đề. Thật sự người mà sống ở giai đoạn mà sống với bản năng những cái xung động, tham muốn, tức giận này nọ đó, họ đau khổ và họ bị lôi cuốn bởi bản năng nhiều hơn, hứng lên là làm, nhưng mà thật sự lôi cuốn bản năng, và họ không thấy được cái tầm nguy hiểm của những cái điều đó, và họ bị kẹt vào trong, thí dụ như vừa có một lạc thú và sau đó đó là muốn lặp lại cái lạc thú đó. Chúng là chúng ta sẽ nói về chất dẫn truyền thần kinh liên quan tới lạc thú và hạnh phúc, cái điều đó cũng thú vị, nhớ nhắc. Mình chia sẻ. Và khi nói tới lạc thú thì họ cứ muốn lặp đi lặp lại, và chính vì vậy họ lôi trong đau khổ, họ bị lôi trăng, gọi là lôi kéo bởi những cái đau khổ đó và những cái dục vọng đó, mà họ tưởng là họ tự do, nhưng mà thực sự họ vẫn nô lệ trong cái lạc thú của họ. Đến giai đoạn thứ hai đó là mình bắt đầu cái giai đoạn đó, tiếng Anh có là impulsive, tôi đặt tên nó là impulsive, đó là những cái xung động. Tới giai đoạn thứ hai mình nghĩ mình tiếp thu những cái giá trị xã hội,
Và vì cái lòng tham mình muốn hài lòng xã hội, nghĩ là tôi phải thành công, tôi phải như thế này thế kia, thì mình lại đóng khung mình. Giai đoạn này tôi gọi là control, tức là kiểm soát. Nói năng đàn ông không được khóc, và đàn bà không được cười lớn, la lớn, thí dụ vậy. Lúc nào nghiêm trang, chuẩn mực. Tôi là giáo viên thì tôi không được ngồi ngoài đường để ăn, thí dụ như vậy. Tất cả những cái đó họ cũng đau khổ. Thực sự họ là kẻ nô lệ bởi những cái khung nhận thức và những quan niệm tôi phải cần nên cố. Nhưng mà tới giai đoạn, tôi vẫn nghĩ sẽ có một cái giai đoạn thứ ba, đó là cái sự tiến hóa để lên một cái của mà Phong mô tả là một người không thể mình đóng khung họ vào đâu được. Tôi gọi tình trạng đó là như nhiên, dịch từ spontaneous. Họ làm việc rất là vui, rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Mình thấy rất là hồn nhiên, tựa như mọi chuyện như là ngẫu hứng. Nhưng nó không làm hại họ về lâu dài, và họ cũng không làm hại ai lâu dài. Họ như một đứa trẻ. Trong sách vở và có những hình tượng đó, thí dụ Lãm Quang Đồng, Châu Bá Thông có Kiếm Hiệp chẳng hạn. Vâng vâng, vẫn có những hình ảnh như vậy rất là vui vẻ, thoải mái. Nhưng mà rõ ràng họ không có làm hại chính bản thân họ bởi những cái lạc thú nghiện ngập lâu dài, như là cái giai đoạn đầu của xung động mà chúng ta gọi là chánh đề. Tới giai đoạn phản đề là cái giai đoạn mà phải câu thúc, kiểm soát, và người quá đau khổ vì những cái tự kiểm soát. Vậy bố mẹ đã đi rồi, thầy cô không còn đây nữa, xã hội chỉ là cái mà chúng ta phóng chiếu và tưởng tượng ra là nó đang điều khiển chúng ta. Và chúng ta chỉ tự đóng khung, và chúng ta phải sống theo một cái quy chuẩn nào đó rất là đau khổ. Nhưng mà hãy trở về với cái sự hồn nhiên như nhiên, là nó là giai đoạn thứ ba. Vẫn có thể đùa giỡn một cách rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không làm phiền mình, không rơi vào bị kẹt trong lạc thú, mà cũng không làm hại ai vì bóc lột, vì xâm hại, chiếm đất, chiếm nhà, hay là chiếm tài sản, chiếm vợ, chiếm con của người ta. Chẳng hạn như vậy, không hại mình, không hại người. Nhưng mà rất là hồn nhiên như trẻ thơ. Thì có phải sống như vậy khỏe khoắn không hơn không sao? Thật ra khi mà thầy mô tả cái trạng thái thứ ba, có một từ khóa bật lên trong em, đó là từ trách nhiệm. Tuy nhiên là khi tới đây của buổi trò chuyện rồi, thì Phong mong rằng mọi người khi nghe Phong và thầy chia sẻ có dùng từ khóa đó thì mọi người cũng không nên tuyệt đối hóa nó quá đúng trong mọi hoàn cảnh. Mình chỉ dùng nó như một phương tiện để trao đổi. Thì quay trở lại câu hỏi của em, đó là từ trách nhiệm nó có đi kèm với trạng thái thứ ba mà thầy mô tả không? Em sẽ kể cho thầy một câu chuyện để cho nó rõ hơn cái ý mà em muốn hỏi. Tức là khi em tập trao quyền cho các bạn trong team, những người cùng làm cùng mình, tập trao quyền tự do, các bạn chủ động trong công việc hơn, thì mình cũng không muốn họ phải theo một quy định nọ, quy định kia một cách quá chặt chẽ. Tuy vậy thì khi mọi người làm theo cách đó thì em cảm giác như lại hơi hoang dã quá. Tức là mọi người làm theo ý mình thích, mình nghĩ là nó sẽ work, nhưng mà thực tế là thiếu đi cái kinh nghiệm làm việc thì có thể để lại nhiều cái hệ quả đau thương. Thì lúc đó em tự hỏi rằng là tại sao cái việc trao quyền tự do cho mọi người nó lại trở nên khó khăn đến như vậy. Em thì thường hay hỏi bản thân mình trước là nó dẫn vì sao, thì em nhận ra là nó giống như cái câu chuyện về đồng xu, trao đồng xu, nó luôn có hai mặt. Thì cái mặt đầu trong câu chuyện về trách nhiệm này thì mặt đầu tiên nó là trao quyền tự do. Tuy vậy cái mặt thứ hai ở góc nhìn của em, nó là việc trao quyền đó cho các bạn, nó có thể xảy ra trường hợp các bạn không làm theo ý mình, nó làm mình khó chịu này. Các bạn có thể làm theo ý của người, có thể để lại cái khủng hoảng và đau thương như nãy em có nói. Thì thứ hai thì em không có đủ trách nhiệm để mà nhận cái mặt còn lại của đồng xu đó. Thì với các bạn ý thì sao? Các bạn ý dám nhận cái phần được tự do nhưng mà lại không đủ trách nhiệm để mà dũng cảm để nhận đảm trách trách nhiệm trên những gì mình làm. Thật sự ở đây đó là chúng ta đang nói qua một khía cạnh khác, tức là lãnh đạo, leadership. Và cái em nói nó liên quan tới cái lãnh đạo mà situational, nhiều người dịch là tùy hoàn cảnh hay là điều đó. Tôi có đùa chơi dịch là lãnh đạo tùy duyên. Tùy duyên cho nó vui. Dùng cái từ của Phật giáo, lãnh đạo tùy duyên. Nó thật sự nó ở như thế này. Khi chúng ta nói tới ba cái giai đoạn gọi là xung động, kiểm soát và như nhiên đó, thì ngay chính chúng ta cũng có một số khía cạnh. Đâu hẳn là chúng ta đã như nhiên. Trong như nhiên nó sẽ có cả những cái yếu tố
tốt nhất của cái chánh đề và phản đề là cái kiểm soát và cái kiểm tự kiểm soát hay là tự kỷ luật và cái xung động. Nó xung động một cách rất là ở cái giai đoạn hồn nhiên như nhiên đó, nó sẽ có những cái nơi ngộ hứng, nhưng mà nó vẫn nằm trong một cái sự kiểm soát. Và cái này đó, cái sự kiểm soát này á, nó không phải là một cái sự áp đặt của tri thức, mà nó là cái bản thể của cái trí tuệ và cái từ bi của mình. Khổng Tử có cũng, mặc dù nghe thấy Khổng Tử rất là khác Phật giáo, nhưng mà thật sự đó, Phật giáo Khổng Tử cũng nói đó là tới tuổi 70 đó thì tòng tâm sở dục bất du cũ, tức là theo cái dục, cái mong muốn của cái tâm mình nhưng không ra ngoài khuôn phép. Nó hết sức là tự nhiên. Thì tương tự như vậy, nhân viên của chúng ta đang ở giai đoạn còn xung động thì họ cần cái đưa vào kỷ luật trước. Chúng ta dễ lẫn lộn giữa cái xung động mà chúng ta tưởng là chúng ta như nhiên, chúng ta tưởng là chúng ta spontaneous. Thật sự cái đó vẫn bị lôi cuốn bởi dục vọng thôi. Mà chúng ta tưởng lầm về chúng ta là huống gì là người khác, là chúng ta lại càng dễ tưởng lầm hơn nữa. Nếu có tiến hóa như là một cái tiến trình linear, tức là tuyến tính đó, thì giai đoạn đầu ở xung động nó phải đi qua cái sự kiểm soát đó. Từ kiểm soát ngoài cho đến kiểm soát mà nội tâm. Thì khi đó lại đọc lại lý thuyết về tự quyết của Deji và Ryan. Ông ta nói hai tâm lý gia này đã đề ra một cái tiến trình là nhập tâm, những cái gọi là động lực ngoại tại, extrinsic motivation, cho tới là động lực nội tại, intrinsic motivation. Khi nhân viên mà chưa có cái động lực, chưa phải nhờ động lực ngoại tại, hay nói là phải nhờ động lực ngoại tại mới có thể làm việc nghiêm túc được, mà chúng ta là tưởng họ là đã có động lực nội tại rồi, chúng ta khuyến khích những cái như là tinh thần trách nhiệm rồi vân vân, thì làm chúng ta thất bại, đó là do cái tưởng của chúng ta. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Cá nhân tôi đi nói chuyện đó, nhiều người nói trời ơi vậy, với cái chúng ta gọi là trí tuệ từ bi này nọ, chánh niệm, vậy là làm sao mà đuổi nhân viên? Đuổi thì cứ đuổi thôi, chứ có gì đâu có liên quan, hai chuyện đó đâu có liên quan gì với nhau. Là tại vì thí dụ người đó không có phù hợp với cái vị trí công việc đó, mà chúng ta cứ khăng khăng mà tôi vì lòng từ bi tôi phải giữ lại, thì cái lòng từ bi nhỏ đó nó còn làm hại cả cái lớn, lòng từ bi lớn hơn, ở chỗ làm chúng ta đánh mất lòng từ bi lớn hơn, tức là cái việc anh dung dưỡng cho một nhân viên để làm hại nguyên cả chẳng hạn marketing và sale chẳng hạn, khiến hay là RD sản phẩm chẳng hạn, khiến cho cả công ty bị sụp đổ, thì khi đó anh đã cắt đứt việc làm cho cả 20-30 nhân viên chỉ vì một nhân viên. Thế như vậy cái lòng từ bi nhỏ bé của anh thật sự nó đã phá hủy cái lòng từ bi lớn hơn của anh rồi. Thì đó là do anh chấp. Tôi giác ngộ được cái chuyện đó khi đọc cái tác phẩm của Destructive Emotion của Daniel Goleman. Ông ta mô tả là một cái nhóm tâm lý gia nói chuyện với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đạt Lai Lạt Ma. Thì khi kể về những cái nỗi khổ của tuổi trẻ thơ trên thế giới, người ta đều thấy Đạt Lai Lạt Ma xúc động và buồn. Nhưng mà sau đó rất là nhanh chóng, Ngài trở về cái trạng thái yên tĩnh, bình thường, bình an. Cho nên đừng nghĩ rằng làm thiền sư hay là tu tập nghĩa là lúc nào cũng lờ đờ như một cái xác sống, zombie. Nếu vậy thì tốt hơn đừng tu. Lúc nào cũng hít vào bình an, thở ra, mỉm cười, đi như là những cái cương thi như vậy thì tốt hơn hết là đừng có sống. Mà cứ vui đùa với cái cuộc sống, vui khi thấy một cảnh thương tâm cứ khóc, cứ giận. Nhưng tất cả cái đó không dính vào đâu hết, và không hại mình, hại người gì hết, và cứ sống như vậy trọn vẹn. Và nếu có sai lầm thì cũng ok mà, chúng ta là chúng sinh. Thì khi nào chúng ta tức giận với cái sự sai lầm đó, rồi chúng ta chồng những cái mà tâm lý học gọi là cảm xúc thứ cấp
Và cảm xúc thứ cấp là do chúng ta nhập tâm những cái quy chế xã hội, những cái, và thậm chí nhập tâm cả cái thái độ, cảm xúc của bố mẹ chúng ta đối với cái cảm xúc của chúng ta. Thời xưa chúng ta khóc thì bố mẹ là tức giận, hay bố mẹ là chế giễu. Rồi khi lớn lên vừa mới tức giận thì chúng ta lại là đâm ra tự chế giễu chính mình. Thì cái đó chẳng qua là chúng ta nhập tâm cái gọi là cảm, và hình thành nên những cái cảm xúc thứ cấp đó. Em nghĩ đây cũng là một cái cơ hội mà giống như nãy chúng ta đề cập, cơ hội để chúng ta lần mò xem đâu là những định kiến, định lý đang chi phối mình và tại sao mình lại tức giận như vậy. Những cái điều mình vừa nói đó, nó phát xuất từ cái thị kiến của mình hiểu rất còn giới hạn của mình về con đường của chư Phật. Nhưng mà đồng thời nó là được tâm lý học soi chiếu. Cái mà mình vừa trình bày nó chính là khái niệm cảm xúc sơ cấp, thứ cấp. Hoặc là trong liệu pháp REBT đó là Rational Emotive Behavior Therapy đó, đó là chính là gọi là siêu cảm xúc, Meta Emotion. Đó, những cái cảm xúc chồng lên cảm xúc tại vì chúng ta nhập tâm những cái quy ước tiêu chuẩn của xã hội cho rằng phải xấu hổ khi tức giận, phải buồn khi tức giận này nọ vân vân. Đó, mà tôi vẫn nói đùa rằng là rồi 3 năm rồi thấy mình tức giận xong nói rồi 3 năm tu tập theo môn phái này môn phái kia đi đã 10 cái khóa thiền Vipassana rồi mà mình còn tức giận nữa. Trời ơi, tức giận mình quá. Mình tức giận cái tức giận mình quá. Em sẽ mượn cái câu chuyện thầy vừa chia sẻ, cái câu chuyện mà làm sao để mà đuổi nhân viên á, để mà hỏi tiếp một câu hỏi. Đó là liệu rằng cái lòng từ bi, yêu thương dưới một dạng nhỏ như thầy vừa nói, nó có phải là một bản ngã không thầy? Tức là mình đang cố gắng xây dựng hình ảnh một người giàu lòng yêu thương, một người tràn đầy tình yêu và ánh sáng. Nó sẽ link tới cái câu chuyện là thật ra mọi người đang cố gắng từ chối bóng tối hoặc các cái góc khuất của mình và ưa muốn trở thành một người tốt. Thì một người hay ho, một người tốt đẹp. Thì không biết là thầy sao ạ? Phong hoàn toàn chính xác. Rất là thú vị khi nói chuyện mà Phong hiểu được cái điều đó. Ở cái chỗ này là chính xác. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải từ bi. Ít nhất là một ý tưởng áp đặt là điều đó. Và hai là chúng ta nghĩ chúng ta từ bi. Cái điều này nó có mâu thuẫn với niềm tin mà thầy nói đầu buổi không thầy? Thầy nhớ không? Là thầy tin rằng trong mỗi người đều có Phật tính. Nó là một niềm tin khi được phát biểu. Còn trong khoảnh khắc này tôi chỉ thấy, thí dụ vậy, trong khoảnh khắc này tôi chỉ thấy tâm tôi như thế này. Nó hiện lên như thế này, như thế kia. Và khi tôi bắt đầu là cho rằng tâm này xấu, phải bỏ đi. Tâm này tốt, phải kéo vào. Tất cả là tôi đã vướng trong cái tham sân rồi. Và cái định hình cho chính mình rồi. Tôi đã định tính đó rồi. Trong suốt phần chia sẻ của thầy từ đầu buổi đến giờ thì có ba từ khóa là em nhớ, đó là tâm thức, bản ngã hay tôi. Thì câu hỏi đầu tiên là ba thứ này phải là một không? Vậy thứ hai là những căn bệnh của bản ngã là gì nếu mà chúng ta bị kẹt vào? Chúng đã chi phối ta như thế nào? Và liệu rằng có cuộc sống mà giống như là gì ta? Có cuộc sống mà không có, không cần bản ngã không thầy? Trời, nghĩa không phải dễ dàng. Tại vì Việt Nam tâm tiếng Việt mình có nào là bản ngã, nào là cái ngã, nào là tự ngã, nào là cái tôi, rồi bản thể vân vân. Quả thật là không dễ dàng. Và cá nhân mình cũng không phải là một triết gia để có thể phân định nó một cách rõ ràng. Nhưng mà thôi, mượn vài cái khái niệm của tâm lý học thì ít nhất là cái bản ngã đó thường chúng ta dùng để dịch cái ego. Mà cái ego này trong cái tương tác với hai cái phần còn lại của tâm trí do Freud đề xuất đó, thì chúng ta có cái gọi là bản năng. Người ta vẫn dịch là cái id, nhưng mà cá nhân tôi vẫn dịch là bản năng. Và để cho dễ hiểu hơn, để tại vì nó đối lập với một cái là super ego, tức là siêu ngã. Và khi cái siêu ngã là những cái mà chúng ta nhập tâm bởi những cái quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy chế tiêu chuẩn của xã hội áp đặt cho chúng ta. Tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Và đặc biệt là những cái đứa trẻ nó học đó điều đó từ bố mẹ, để nó sinh ra những cái nào là sợ hãi, xấu hổ hoặc là mặc cảm tội lỗi.
từ shame, fear, guilt. Rồi cái sự xung đột giữa hai cái đó, cái ít bản năng luôn luôn hướng tới, thí dụ như bản năng về sinh tồn, về tình dục của sinh sản. Hoặc là thậm chí sau này Freud đưa ra cái Thanatos, cái bản năng hướng tới sự chết nữa. Trong khi cái superego là những cái quy chế xã hội, và cái thằng bản ngã ở giữa đó, nó lại là cân bằng giữa hai cái đó. Thì như vậy bản ngã đó lại là mang ý nghĩa tích cực. Nhưng mà với bản ngã theo danh từ thông thường đó, cái ego đó thì lại là nó là trung tâm của những cái mà ích kỷ. Cái mình thường gọi là cái tôi lớn quá hay vân vân, thì cái đó là cái chữ ego, trong tiếng Anh cũng sử dụng như vậy. Thì cái đó lại mang một cái ý nghĩa khác. Nhưng mà có một cái là cái chữ self. Cái self là cái được toàn thể như là một cái nơi thống nhất tất cả vô thức, tiềm thức, ý chí, tính cách của chúng ta. Thì cái đó được gọi là cái self. Thì cái đó gọi là cái ngã chung hết, chứ không phải gọi là bản ngã nữa, ví dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu dịch truy chữ cho nó tới tận cùng, thì nếu mà bản là một cái gì mang tính chất nền tảng, đúng không? Mang tính chất nền tảng, mang tính chất có thể tự nhiên, đầu tiên thì cái cell, dùng chữ bản ngã dịch cái cell nó chính xác hơn chứ. Đó, rồi chữ ego có thể là tự ngã. Trong kinh hay có nói tới những cái Đức Phật đã dạy là cái này không phải của tôi, không phải là tôi và không phải tự ngã của tôi. Cho nên thật sự khi mà hỏi về bản ngã với là cái ngã, nó trở thành một cái nghĩa là vấn đề triết học rất cực kỳ phức tạp. Cho nên tốt hơn hết, nó không giúp ích cho cái chuyện mà sống mà Phong nói là hiệu quả hơn. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Công định lý định kiến đó, tất cả những cái đó thuộc về vấn đề tâm thức của mình. Cái tâm thức của mình nó đã tạo ra những cái khung như vậy, nó vận hành như vậy. Thì khi đó chúng ta nói, có thể nói là bây giờ đó, nó là có dẫn tới những cái chữ này: tâm thức, tâm trí, tâm thái, tâm thế. Và quả thật đùa chơi với chữ nghĩa nó là cái trò khá mệt mỏi. Và đôi khi trong những cái buổi nói chuyện, đặc biệt là tranh luận thì đúng hơn, còn nói chuyện thì cứ tạm thời giải thích ở một cái chừng mực nào đó những cái khái niệm này. Đó. Dạ, em thấy là bây giờ nếu mà mọi người có đi hành thiền thì một trong những mọi người hay mà nào mới thiền thì một yếu tố bạn hay bảo là cố gắng là dẹp bỏ cái tôi. Ừ. Bỏ tâm trí thì em tự hỏi là liệu ở cuộc sống mà không có tâm trí tại sao mà lại phải cần dẹp bỏ tâm trí? Nãy giờ chúng ta ngồi với nhau như thế này, hay là chút nữa tôi cần phải gọi xe Grab để đi ăn trưa chẳng hạn, thì có liên quan gì tới nó là do hoạt động của tâm trí cả, thì tại sao phải dẹp đi cái tâm trí? Có phải để cuộc sống năm sau không? Cuộc sống năm sau tâm trí. Để em giải thích cho thầy là vì sao em lại đặt cái câu hỏi đó. Thì trong suốt buổi trò chuyện giữa em với thầy, em hiểu được là có những thứ mình tưởng là bản thân mình, nhưng mà thực tế ra thì đó là một niềm tin sai lầm. Mình phải suy xét rất là kỹ. Nhưng mà em tò mò là bỏ qua, nếu mà mình bỏ qua những cái trạng thái như là khi mà bất tỉnh, trạng thái mơ, khi mà tâm trí đang tắt á, thì bỏ qua những trạng thái như vậy, thì em muốn hỏi sâu là khi trạng thái mình thức đi thì có cuộc sống mà không có tâm trí đang vận hành không thầy? Tức là gì ta? Tức là chúng ta đã vẫn rất tỉnh táo nhưng mà tâm trí không có đó. Thì em vẫn đang băn khoăn là không biết là cách mình đang dùng từ như vậy nó có đúng không, thì thầy cứ thoải mái mà chỉnh sửa lại nếu mà em có hiểu sai nhé. Có thể cái từ định nghĩa về tâm trí của Phong nó dẫn tới chưa hiểu, chưa đồng ý về cái định nghĩa, cho nên có thể có những cái lối giải thích khác biệt. Nhưng mà bây giờ các hoạt động của tâm trí nó luôn luôn hiện diện. Có một cái sự ở đây cần so sánh giữa hai cái khái niệm tiềm thức của Freud và của phương Tây, khoa học phương Tây, và khái niệm về tiềm ẩn, thùy miên, hay là tùy miên, có nhiều kinh Phật
không biết dùng cái chữ nào chính xác hơn, thùy miên hay tùy miên, hay là bhavanga, hay là a là gia thức, để nói rằng tâm trí chúng ta nó vẫn tồn tại hoạt động, mà chúng ta không nhất thiết phải ý thức được nó, cho tới khi một số điều kiện thân tâm cảnh thích hợp, thì một số cái hành vi, ý tưởng, cảm xúc nó hiện lên. Và chúng ta ý thức chúng ta đang có cái đó, đang trải nghiệm cái đó, hay đang ý thức về nó, ý thức về ý thức. Đó. Thì như vậy, cái đó, tâm trí như là một cái tổng hợp hay là một cái kho chứa tất cả những cái hạt giống tiềm ẩn sẵn sàng để biểu hiện như vậy đó, nó vẫn hiện diện. Cho dù là chúng ta có ý thức hay không ý thức. Em sẽ quay lại một câu hỏi khác liên quan tới đau khổ mà nãy giờ đầu buổi mình chia sẻ, và cái phần tâm trí mà ngay vừa rồi thôi thầy nói với em, bàn luận cùng với em. Thì khi mà gặp đau khổ ấy, thì mọi người hay có một cái hành động quen thuộc, đó là rút ra được bài học gì từ đó. Thì em đang thắc mắc đó là liệu rằng cái việc rút ra đó nó có phải là cách mà tâm trí đang rút ra, cố gắng rút ra bài học không, cách mà tâm trí đang vận hành không. Thành thử đó là tâm trí đang cố gắng né tránh cái cảm giác khó chịu, đau đớn, chứ không, đó không phải là một bài học thực sự mà một người nên học trong cái cuộc đời này. Một sự rút ra bài học từ nỗi sợ, tâm trí sợ khi phải lặp lại cái trải nghiệm đó, nên thử cố gắng nó né tránh nhất có thể, cố gắng không gặp lại nữa, chứ không phải là họ thực sự học được điều gì từ đây. Thì đây là việc rút ra kinh nghiệm nhiều hơn là một bài học thực sự mà một người cần phải trải qua, thì em đang hiểu là như vậy. Thực sự trong cái tiến trình mà học hỏi từ kinh nghiệm của chúng ta đó, bản chất nó không có gì là xấu hoàn toàn. Có thể đầu cái buổi nói chuyện này đó, chúng ta đã nói tới cái việc là không có thể sống trực diện, bởi vì và enjoy, hân hưởng tất cả những cái giây phút của chúng ta vì chúng ta để quá khứ quy định. Nhưng mà trong cái tiến trình mà tồn tại đó, sinh tồn đó, thì thật sự chúng ta vẫn cần những cái mà, ví dụ một cái đứa trẻ mà nó thò tay vào tổ kiến chẳng hạn, nó biết kiến cắn, thì nó học từ kinh nghiệm chứ còn gì nữa, sau đó nó sẽ không thọc tay vào tổ kiến nữa. Hay là thọc tay vào một cái ổ cắm điện chẳng hạn, bị giật một lần thì không làm cái chuyện đó nữa thôi. Thì việc học từ nỗi sợ nó vẫn cần thiết trong cái vấn đề sinh tồn. Và ngay cả những cái cảm xúc còn lại của chúng ta như là tức giận hay là buồn bã hay là ghê tởm, nó đều là những cái phản ứng điều kiện hóa và di truyền qua nhiều ngàn năm tiến hóa, khiến cho chúng ta mới biết tránh cái này giữa cái kia. Nhưng nếu mà chúng ta quá tin vào quá khứ và thậm chí từ diễn dịch một cách rất là sai lệch, đặc biệt là từ những cái khuôn mẫu như nói là áp đặt bởi xã hội đó, thì nó sẽ hạn chế cuộc sống của chúng ta, khiến chúng ta không trải nghiệm được nữa. Tôi muốn cứ nhắc tới hình ảnh nhiều người lớn tuổi đó, họ học những cái bài học trong đời sống của họ, nhưng mà họ khái quát hóa nó lên, rồi họ nghĩ rằng bài học đó áp dụng được cho tất cả mọi tình huống. Tới cuối cùng tôi hình dung như là họ như những cái trái táo tàu khô quắt quéo lại, và họ cứ suốt ngày thui thủi ở trong nhà, không muốn giao tiếp với ai, không muốn tiếp xúc với ai, vì cái gì cũng sợ. Cho nên cái cuộc sống mà gọi là sinh động, hân hưởng nhất, đôi khi chúng ta phải chấp nhận cái sự rủi ro. Phải chấp nhận cái sự rủi ro. Và chứ không thôi thì chúng ta sẽ bị bó hẹp lại, chỉ để bảo đảm cái mục đích sinh tồn thôi. Tại vì thực sự sinh tồn chỉ là một cái nhu cầu hay là một cái định hướng của cái cuộc sống này. Nó còn cái yếu tố tiếp theo nữa là yếu tố trưởng thành. Sinh tồn chưa đủ, chúng ta còn phải trưởng thành. Có nhiều người sinh tồn cho tới 70-80 tuổi, nhưng người khác nhìn vào tư cách, nhìn vào trí tuệ và nhìn vào cảm xúc vẫn nói là ông này chưa trưởng thành. Nói tóm tắt vậy cho hiểu thay về mình định nghĩa cái khái niệm trưởng thành là cái gì. Nhưng mà trưởng thành cũng chưa đủ.
Nó còn trong cuộc sống của chúng ta còn một yếu tố nữa là chúng ta phải siêu việt. Transcendence, vượt lên trên self-transcendence là một cái đề tài nghiên cứu trong tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học tích cực, positive psychology. Để mà chúng ta có thể vượt lên trên cái thân phận của người, tại vì con người không phải chỉ ăn và uống. Không phải nhu cầu an ninh. Ngay Maslow, cái tháp nhu cầu của Abraham Maslow cũng đã nói tới cái tầng cao nhất là cái tầng hiện thực hóa. Self-actualization, hiện thực hóa bản thể. Đó, tất cả những cái đó cho chúng ta thấy là nó không phải chỉ sinh tồn. Cho nên nếu sống vì cái nỗi sợ bản thân nó không xấu, học hỏi từ kinh nghiệm, chắc chắn không ai ngu dại. Thí dụ như bây giờ tôi sẽ đi ra và tôi nổi hứng lên, nhảy từ lầu 3 xuống chẳng hạn. Thì cái đó vì sợ cho nên không nhảy xuống. Thì cái điều đó vẫn cần thiết mà, vẫn cần thiết ta đó. Nhưng cái cuộc sống nó sẽ dần dần tiến lên để tới gọi là trưởng thành và để tới siêu việt. Tại vì có những người họ sẽ sẵn sàng chấp nhận vào tù như Martin Luther King, như Gandhi, như Nelson Mandela, để họ có thể làm một cái việc gì đó ý nghĩa hơn cho nhân quần, cho đồng bào của họ. Thì họ đã vượt lên trên nỗi sợ, mặc dù cái sợ đó hoàn toàn là hợp lý đối với cái nhu cầu sinh tồn của họ. Thì cái đó, nó là một cái lĩnh vực mà tâm lý học được gọi là self-transcendence. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Rất là cảm ơn thầy đã nhắc tới cái từ khóa đó là vượt lên trên sự sinh tồn. Thì đúng là đôi khi mình vẫn phải cần những bài học mà thuộc dạng về sinh tồn. Tuy vậy thì cũng lại là tác giả của Đi tìm lẽ sống, thì ông có twist lại cái câu hỏi. Đó là đôi khi mình không phải đặt câu hỏi là chúng ta kỳ vọng cuộc sống này như thế nào, mà là cuộc sống này mong đợi gì mong đợi điều gì ở chúng ta. Tức là gì? Chúng ta thì đôi khi chỉ giống như là một lối cổng để mà cuộc sống thông qua đó được biểu hiện những khía cạnh rất là phong phú, rất là đa dạng của cuộc sống. Thì đó là một cái mẹo để mà mỗi người vượt lên trên từ sự sinh tồn và tiến đến gần hơn với câu trả lời cho câu hỏi là thật sự thì cuộc sống của tôi có ý nghĩa như thế nào. Thì khi em, bản thân em khi em đọc cái điều đó của tác giả Đi tìm lại sống, em rất là tâm đắc. Thì câu hỏi của em muốn đặt tới thầy đó là cá nhân thầy có tin rằng là mình có thể vượt qua được sự sinh tồn để tìm lại ý nghĩa không? Và thứ hai là nếu mà có thì chúng ta có thể làm thế nào để mà vượt lên trên được sự sinh tồn? Câu hỏi của em có nghĩa rằng là em đã đồng ý là cuộc sống của chúng ta có cái vượt lên trên cái sinh tồn. Và cái đó có thể em có thể đồng ý cái sự trưởng thành hoặc là siêu việt. Siêu việt là một cái giai đoạn lên cả trưởng thành, vượt qua trưởng thành nữa. Cái câu hỏi của em rằng làm sao để như vậy, để tìm được cái đó. Vừa rồi em nói làm sao để ý thức và chuyển qua từ cái mốt hay là cái trạng thái sinh tồn đến trạng thái trưởng thành và trạng thái siêu việt. Thì ở đây đó, nó thông thường trong đời sống hàng ngày đó của đa số mọi người đó, nó cần một cái biến cố khủng hoảng xảy ra. Và nhiều khi cái biến cố khủng hoảng đó rất là đau đớn. Mất một người thân, hay là chia tay với một người thân, hay là một cái tai nạn gì đó cho bản thân mình, thì mình mới giật mình và thấy rằng không thể sống như trước kia được nữa. Thì đó bắt đầu là hành trình ý nghĩa, để mà tìm lại cái ý nghĩa cuộc sống, để tìm lại cái gọi rằng tôi phải sống khác, một cái cách thế sống khác. Và cái điều đó giúp cho người ta trưởng thành. Hoặc thậm chí trong một số trường hợp là giúp cho người ta siêu việt lên trên chính bản thể của người ta. Cảm giác là muốn nếu mọi người muốn có một cuộc sống ý nghĩa thì thật ra cái giá đôi khi trả cũng nó cũng không hẳn là cái giá, tại vì nó chỉ là một cái biến cố. Và cái biến cố đó đôi khi đối với một số người này thì nó lớn, thì họ hiểu và họ dừng lại để họ thay đổi. Nhưng mà đối với những người khác đã qua bao nhiêu biến cố mà họ vẫn lì, họ vẫn bị kẹt ở trong một cái trạng thái cũ thôi, thì cũng không có gì ngạc nhiên. Rồi ngược lại cũng có những người không nhất thiết phải trải qua những cái biến cố nào cả. Nhưng mà tới lúc với những cái nhân duyên họ chiêm nghiệm cuộc sống, thì họ thấy rằng
cần chúng ta cần phải đi tìm cái ý nghĩa cuộc sống hay là, yeah. là thông thường trong những cái buổi nói chuyện khác tôi đã nói tới những cái sự khủng hoảng hiện sinh chẳng hạn. Yeah. Ừ, để đi tìm cái ý nghĩa sống của mình. Yeah. Ừ. Phần lớn cuộc trao đổi của em với thầy buổi hôm nay mình nói khá nhiều về đau khổ, thì em có một thắc mắc là nhiều khi mình tập trung quá nhiều vào nó, liệu rằng hết cái đau khổ này thật sự mình có hạnh phúc hoặc mình thấy cái cuộc sống ý nghĩa không? Ừ. Và thêm một cái ý thứ hai ở khía cạnh khác, nó là câu chuyện như nãy thầy có nhắc tới về lạc thú và hạnh phúc. Ừ. Nó làm em nhớ một câu chuyện của một tử tù khi mà ngày cuối cùng trước khi họ ra pháp trường thì cai ngục mới cho họ được ăn bất cứ món ăn gì họ thích. Ừ. Với điều đó nó là một cái lạc thú. Ừ. Nhưng mà thời điểm đấy thì họ không thấy cái điều đó nó cần thiết nữa. Ừ. Thì em cảm giác là đúng, lạc thú nó không đi cùng với cả hạnh phúc nếu thiếu một điều gì, và điều đấy thì em đang muốn nhờ thầy có thể chia sẻ với mọi người trên hai khía cạnh, là về cuối cùng là mình đi giải quyết hết đau khổ, nó có đồng nghĩa là mình có tìm thấy được trạng thái an lạc không? Ở đây có nhiều cái từ mà mình có thể ít nhiều bị lẫn lộn, rất nhiều người lẫn lộn giữa lạc thú và hạnh phúc. Chờ tạm thời định nghĩa như vậy để mà chúng ta có thể sử dụng đó trong một cái đối thoại kế tiếp. Lạc thú đó, nó mang cái tính chất là nhận vào, trong khi hạnh phúc thường là cho đi. Lạc thú có thể hưởng thụ một mình, trong khi hạnh phúc vẫn cần có cái đối tượng bên ngoài. Và lạc thú đó, thật sự nếu nhìn từ khoa học thần kinh, nó đến từ dopamine. Và dopamine khi mà được đầy đủ thì nó rất là sung sướng. Nhưng mà khi thiếu thì đôi khi nó trở thành những cơn giận dữ và rất là hung hãn để cố gắng đạt được, tái lập lại cái trạng thái lạc thú đó. Và lạc thú nào, ngay cả những cái ý, những cái vật chất, phi vật chất, cho tới vật chất đó, nó đều có, khi mà lên cao nó đều có cái yếu tố gây nghiện. Trong khi hạnh phúc đó, thì nó lại không phải là dopamine mà nó liên quan tới serotonin, nó liên quan tới chất dẫn truyền thần kinh là gamma, butyric, đó thì là mình hay gọi là GABA đó, viết tắt là của GABA đó. Thì điều đó cho thấy rằng đó là nó từ hai cái hệ hoàn toàn khác nhau. Hạnh phúc nó là đi kèm với cái sự bình an, chấp nhận, thỏa mãn, một cái trạng thái nó khác hoàn toàn với trạng thái lạc thú. Và lạc thú nó dễ dẫn tới cái tình trạng đó là, như nói khi nãy nghiện đó, là muốn lặp đi lặp lại. Và càng cần phải đô cao hơn. Càng ngày đô càng phải cao hơn. Yeah. Tại vì nó dễ dẫn tới nghiện ngập. Yeah. Một câu hỏi hơi cá nhân xíu là, với bản thân thầy thì điều gì bây giờ hiện tại đang thúc đẩy thầy sẽ sống mỗi ngày? Quả thật là một câu hỏi thú vị. Số công việc, thấy cần làm thì làm thôi. Ở đây nó chỉ cái là có một người bạn nói chuyện thú vị, có một kế hoạch khi mình triển khai mình biết nó giúp ích được nhiều người, có những cái ý tưởng mình chia sẻ với người khác thông hiểu, hoặc thậm chí là cái phần gọi là lạc thú. Ví dụ đang lúc lạnh có một ly nước ấm uống vào, thì tất cả những cái đó cũng có thể đem lại cái gọi là cái giá trị sống hoặc là ý nghĩa sống cho chính bản thân của mình. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Em nghĩ là mình vừa có một buổi trao đổi đi qua rất là nhiều khía cạnh, và thật ra nó mở ra rất là nhiều ngoài cả cái phần mà em định hỏi thầy. Nên là đúng như là lúc đầu em đã đặt ra là có vẻ em hơi tham vọng cho một cái buổi này, mình có thể bàn luận rất là nhiều thứ. Nên là em muốn dành câu hỏi cuối cùng dành cho thầy Phương, đó là thầy có thể chia sẻ dưới, nếu được có thể ba góc độ hoặc không, nhưng mà có những con đường nào để mà một người có thể tìm kiếm được ý nghĩa của cuộc sống của bản thân mình? Có thể có những cái chắc chắn thì tôi không muốn tiếp cận vấn đề đó bởi những cái tiêu chí, tại vì tiêu chí đôi khi nó trở thành những cái gánh nặng. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phải có được cái điều đó, đạt được những cái tiêu chí đó thì mà cái tiêu chí thì chúng ta mới là hạnh phúc, chúng ta mới cuộc sống chúng ta ý nghĩa. Ngoài ra nữa đó thì những cái tiêu chí
chúng ta cũng hay áp đặt một cách vô lý, là không có cái cách gì để đo lường. Và như vậy thậm chí người ngoài có thể nhìn thấy chúng ta đã đạt được rồi, thì chúng ta là cảm giác như một con quỷ đói khát, như loài beta ngạ quỷ, là vẫn thấy là chúng ta chưa đạt đến và đói khát liên tục. Nếu nói rằng cái hành trình này có một cái định hướng không thì chắc chắn có định hướng. Đó là làm sao để cho chúng ta thành tựu được chính mình. Có thể dùng khái niệm self-actualization, tức là hiện thực hóa bản thể của Maslow. Có thể mượn khái niệm của Phật giáo là chính là giác ngộ và giải thoát để chúng ta hướng tới. Cái việc đo lường của đó thì có thể bắt đầu bởi chuyện là chúng ta ngày càng thấy là chúng ta nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, vô sự hơn và ít sợ hơn. Đó, đó là những cái tiêu chí mà chúng ta có thể gọi là thấy rõ là chúng ta đang tiến bộ hay thụt lùi. Và về tương quan giữa người và người thì chúng ta sẽ có khi vẫn giận dữ, có khi vẫn buồn phiền, nhưng mà nó thoáng đến là nó đi. Và nó không phải là định hình cái thái độ hay là trở thành một cái định kiến của chúng ta về họ để khiến chúng ta cứ tức giận, ôm mối tức giận nó mãi hay phiền não mãi. Còn làm sao để mà đi trên cái con đường đó, hay làm sao để mà hiện thực hóa cái đó? Tôi không dùng chữ đạt, tại vì nếu mình tin rằng tất cả mọi người đều có cái tiềm năng đó, thì mình sẽ nói làm sao để họ hiện thực hóa cái điều đó đó. Thì có những cái công việc nó rất là lý trí, nhưng xem lại những cái quan niệm nào của mình là quá cứng nhắc thì buông bỏ. Quan niệm nào mà cực đoan, trắng đen thì cũng buông bỏ. Phá đi những cái khung nhận thức mà người khác đã cố gắng nhồi nhét vào đầu mình. Họ tưởng là tốt cho chính bản thân họ sống theo, họ cũng không hạnh phúc, mà họ lại áp đặt vào mình, thì mình phá hết. Đó, để mà mình có thể sống một cách thông dong hơn. Còn cảm xúc mà chúng ta đã bị điều khiển hóa thì chúng ta sẽ đi trên cái con đường giải điều khiển hóa. Thì cái đó là những cái kỹ thuật mà phải học ở trong những cái liệu pháp về thí dụ emotionally focused, tập trung vào cảm xúc, hoặc những cái liệu pháp thuộc về thân nghiệm, thuộc về thân xác, thân thể, thể chất, thí dụ somatic psychotherapy để mà hóa giải nó. Còn một cái cách đó, khác mà có lẽ là không cần tất cả những cái kiến thức, cũng không cần tất cả những cái giải điều kiện hóa đó, là cứ ngồi xuống trong cái giây phút này và đừng có sợ. Có một cái điều thú vị là như tôi đã đọc điều đó trong Phạm Công Thiện hoặc là một triết gia nào đó của miền Nam trước 75, nói rằng cái sắp tới, cái vị Bồ Tát hay là Đức Phật sắp tới, tức là Đức Từ Thị, tức là Đức Di Lạc đó, thì cái nhiều người nghĩ Di Lạc là sự hân hoan vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà còn có yếu tố nữa là bất cụ, vô cùng, tức là không sợ hãi, tinh thần vô úy. Tinh thần vô úy. Và cái vô úy đầu tiên của chúng ta không phải là sợ, thí dụ sợ công an đi đường sợ, mà cái điều chúng ta cần làm là đừng sợ cảm xúc của chúng ta. Ngồi xuống, đối diện với nó, và tâm trí được cài đặt để lúc đầu chúng ta có thể đối diện những cái cảm xúc nó nhẹ nhàng hơn. Bất ưng, cảm xúc bất thiện hay là cảm xúc tiêu cực, nhưng mà nó nhẹ nhàng. Rồi dần dần khi quen dần gọi là lên đô đó, thì chúng ta sẽ có thể nhận được, tolerate được những cái cảm xúc nó mạnh mẽ hơn, nó đau khổ hơn. Và chúng ta thấy một lúc thì chúng ta được thấy được là cảm xúc đến rồi đi, mà chúng ta vẫn gọi là vô thường. Nó không phải ở lại đây để làm khổ chúng ta mãi. Điều thứ hai, nó chỉ là những cái yếu tố nhận biết cái cảm xúc đó, có một cảm xúc và sự nhận biết cái cảm xúc đó. Vậy thôi, thì như vậy không có người lãnh đủ những cảm xúc đó. Và chúng ta cứ ngồi lặng lẽ nhìn nó thì nó biến hiện ra cho nó múa may như một con khỉ trước mặt của chúng ta vậy. Xong rồi nó đi. Thì như vậy đó là vô ngã. Và thấy được là rằng ngày nào chúng ta còn tiếp tục cứ chồng lấp những cái quan niệm phải thế này, phải thế kia, vân vân, thì chúng ta tiếp tục khổ. Thì đã tới lúc
để buông xuống. Và nếu mà ai mà có thể nhìn thẳng vào được tâm mình mà chẳng thấy mấy cái đó đâu ra cả, lúc trong lúc này tôi thấy rất là thản nhiên chứ không phải bình an nữa. Nó rất là sự bình thản, im lặng, tịch lặng. Và dù có bao nhiêu cái biến chuyển giận dữ thì ồn ào của tâm thức, thì dưới cái đó vẫn thấy được cái sự tịch lặng, và thấy những cái kia chỉ là những cái huyễn hóa của tâm thức thôi đó. Thì đâu có gì phải lo ngại. Những chia sẻ của thầy làm em nhớ tới câu chuyện mà em cũng muốn chia sẻ với mọi người trong những cái phút cuối buổi trò chuyện này. Là một người khi mà hỏi kỳ thủ cờ vua là nước cờ nào là nước cờ hay nhất, thì bạn ấy không trả lời là nước cờ nào là nước cờ hay nhất. Nó sẽ tùy thuộc vào bối cảnh đây là như nào, người chơi đấy là ai. Thành thử là ở cuối buổi trò chuyện thì em cũng không sẽ kết luận nó là bài học gì sẽ rút ra từ buổi này. Tùy thuộc vào mỗi người khán thính giả, mọi người xem đây, thì mọi người có thể tự rút tỉa cho bản thân mình, và tùy thuộc vào bối cảnh mọi người, mọi người có thể tự tạo ra được cái nước cờ hay nhất của mình. Thì rất là cảm ơn thầy Phương đã tới với Future Impact Academy và chia sẻ với rất nhiều kiến thức. Từ đúng là em được một sự thỏa mãn đây, là từ ba khía cạnh của thầy: khoa học, thầy tâm lý, thầy về thể hiện, cũng như là như một con người cá nhân. Rất cảm ơn thầy Phương. Rồi, cảm ơn Phong và cảm ơn quý khán giả của chương trình Future Impact Academy. Chào mừng bạn đến với Future Impact Academy, một sáng kiến giáo dục sáng tạo đem đến một thế giới quan đa chiều, những góc nhìn mới, phản biện và sâu sắc, giúp khơi gợi sự minh triết và thấu cảm bên trong mỗi người và hình thành một thế giới trắc ẩn hơn trong tương lai. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls.